Mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện ngắn đời thực tiếp theo. Nhà tôi ở vùng quê gần biển. Gia đình có truyền thống nghề làm gốm ba đời. Từ đời ông bà tôi trao truyền xuống tận đời con cháu. Vì nhà gần biển, giao thương buôn bán tốt. Nghề làm gốm cũng từ đó mà được sinh ra. Tên làng trở thành cái tên gốm xứ đặc biệt mà dân lái buôn đặt cho. Làng gốm phù lãng, gốm phù lãng. Ông bà tôi sinh ra được hai người con là ba tôi và cô út chân thuở ấy nghề truyền thống thường được trao cho con trai cả nhưng ông tôi không thế ông dạy cho cả cô út và ba tôi nên cả hai người họ đều lành nghề cô út tôi lấy chồng cũng là người trong làng vì vậy cũng hay qua lại với gia đình tôi hồi ba tôi cưới mẹ tôi rồi sinh ra chị hai thì ông bà mất chỉ còn lại ba tôi gánh vác cái nhà và công việc làm gốm của ông bà để lại gia đình tôi ngoại trừ ba mẹ thì có ba người con hai chị em gái và một thằng em trai út nó nhỏ hơn tôi năm tuổi dù tôi là con ở giữa nhưng tôi vẫn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ba mẹ và các chị em chị tôi tên hạnh là chị cả tính tình hiền hậu chịu thương chịu khó hàng xóm nói nhà nào mà lấy được chị tôi về làm dâu là sướng lắm cũng bởi tính tình như vậy mà chị tôi yêu nghề làm giáo viên chị quyết tâm học lắm để còn vào trường sư phạm tôi tên thùy là con gái giữa mẹ tôi hay bảo tính tôi mạnh mẽ giống mẹ nhưng là con gái phải dịu dàng giống chị hai thằng út tên hân thua tôi ba tuổi nhưng chúng tôi hay gọi tên ở nhà của nó là út năm thằng út lên chín tuổi thì biến cố ập đến một cơn bão quét đến vùng quê nhỏ của chúng tôi dù có đề phòng trước về cơn bão nhưng thiệt hại để lại vẫn là vô số. Trong cơn lũ ngày ấy, cả nhà đã đi đến vùng cao hơn để lánh nạn. Nhưng ba tôi nhất quyết ở lại với căn nhà vì còn rất nhiều đồ gốm, sứ cần được gói ghém cẩn thận để sau bão còn giao cho khách. Cũng vì vậy, mà ba kẹt lại cùng cơn bão năm ấy rồi ra đi mãi mãi. Tôi nghe đâu là do bão lớn, lũ vào nhanh, không chạy kịp nên chìm mãi trong cơn lũ. Lúc ba tôi mất, mọi người thay nhau tìm xác thì thấy ba tôi đang nắm chặt mảnh vỡ gốm đã tráng men. Mẹ tôi chỉ cười nhẹ mà nói với chị em tôi. Ba tụi bây đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đến chết rồi vẫn còn chấp niệm với mấy cái đồ gốm này. Nói rồi mẹ tôi khóc nức nở. Nhìn vào ba tôi mà trách. Ông biết bão vào mà còn tham làm. Tham công tiếc việc chi để giờ chúng tôi bơ vơ. Tôi mất chồng. Con mất cha vậy hả? chúng tôi còn xứng sở trước cái chết của ba chỉ biết ôm mẹ mà khóc đám tang xong thì bốn mẹ con chúng tôi dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão gia đình tôi cũng được xem là khá giả nhất nhì trong làng vì vậy căn nhà được xây dựng kiên cố nên chỉ cần tu sửa lại phần mái hiên trước sân và một phần của xưởng lò gốm cách nhà không xa mọi người trong làng đùm bọc lẫn nhau sau cơn bão mà qua phụ giúp gia đình tôi hồi xưa ba còn sống thì nhà nhiều đơn hàng đến công nhân giúp việc làm gốm thì cũng đến năm người phụ còn sau ba mất công việc không còn như xưa mẹ gánh vác cả phần việc làm gốm của ba vừa nuôi ba chị em tôi chúng tôi hiểu những nỗi vất vả của mẹ nên lúc nào rảnh là phụ giúp việc trong gia đình lẫn việc làm ăn của gia đình tôi và chị hai phụ mẹ giao thương bàn bạc đơn hàng gốm xứ sổ sách tính toán có đơn hàng thì mẹ với thằng út cùng làm nhưng chủ yếu vẫn là mẹ làm chính chúng tôi chỉ phụ cho mẹ đỡ việc. Hồi ba mới mất, lúc đó chị hai vừa lên lớp 12, chuẩn bị cho việc ôn thi đại học. Chị tính bỏ học để phụ mẹ, cho mẹ đỡ cực. Chị bàn với mẹ. Mẹ, mẹ để con nghỉ học phụ mẹ, chứ mình mẹ vậy làm sao nổi. Mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Con học tới lớp 12 rồi. Hết năm là thi đại học rồi còn theo đuổi ước mơ làm giáo viên của con. Mẹ không đồng ý để con bỏ học. Con chỉ bảo lưu tới khi nào công việc trong nhà ổn thỏa thì thôi mà mẹ. Mẹ tôi giận dữ đập bàn. Mẹ nói không là không, con nghĩ mẹ không nuôi nổi ba đứa tụi con hay sao? Mẹ, con không có ý đó, chỉ là là con sợ mẹ cực. Mẹ tôi thấy chị nức nở như muốn khóc, cũng dịu giọng lại nói chị. Mẹ là mẹ muốn tụi bay học tới nơi tới chốn nghề làm gốm này thức khuya dậy sớm đâu phải con không biết ba tụi bây yêu nghề mới chịu cực chịu khổ vì nó rồi cũng vui mình trong đống gốm này mẹ không muốn tụi con như vậy hạnh à mẹ biết con mang ước mơ làm giáo viên vậy cứ theo đuổi tới cùng trong các con ai muốn theo nghề cha ông để lại thì hãy theo cuộc đời mấy mươi năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn vậy nên cứ sống cho mình trước đã. Phải đam mê mới tạo ra giá trị cho mình và cho người khác được. Mẹ thở dài nói tiếp. Hồi xưa, mẹ với ba bầy cũng bàn. Trong ba đứa, đứa nào yêu nghề gốm mới truyền lại. Không thì thôi, nhà ba đời làm gốm đủ nuôi sống gia đình này là được rồi. Vậy nên các con cứ đi tìm cho mình ước mơ đã. Ra đời trải nghiệm xem mình thích cái gì. Chứ nghề gốm phải kiên trì, nhẫn nại sơ sẩy một tí là mất trắng một công sức nhào nặn, điêu khắc. Tụi con hiểu rồi mẹ. Mẹ con sức làm để nuôi tụi con ăn học đàng hoàng. Học cho có cái chữ để người đời không khinh con à. Dạ mẹ. Tôi nghe mẹ nói thì chạnh lòng thương mẹ. Thương người phụ nữ bộn bể vất vả vì chồng con. Bản thân tôi từ nhỏ đã hay cùng ba vào ra lò đúc. Cũng cùng phụ mấy cô chú công nhân nhào nặn tượng thành hình cái tô, cái chậu nhưng có lẽ do quá nhỏ nên tôi không đủ kiên nhẫn để hoàn thành cho xong một sản phẩm. Dù vậy, bà tôi vẫn luôn khuyến khích tôi. Bà nói, làm không được hôm nay thì mai làm tiếp, dù nhanh hay chậm thì cũng nên hoàn thành cho xong. Đó là thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình. Con hiểu chưa? Dạ ba, vậy mai con làm tiếp. Ha, thật là con gái ngoan của ba. Nói ít hiểu nhiều. Thằng Út học cấp 2 đã theo mấy thanh niên trong làng ra biển đánh bắt cá, cũng vừa phụ mẹ mấy việc nặng nhọc trong xưởng lò gốm. Tôi không rõ thằng Út có đam mê với nghề gốm không, tôi đoán nó thích ra biển bắt cá với đoàn hơn. Tôi thì vẫn chưa tìm ra thứ mình thích, cũng không biết bản thân thật sự đam mê với nghề gốm không, hay chỉ là từ nhỏ ham chơi nên mới theo ba vào xưởng. Mấy lần tôi cũng muốn nghỉ học như chị Hai để phụ mẹ, nhưng thấy mẹ giận vậy thì cũng không dám nói. Có lẽ đợi khi tôi học tới đại học như chị hai thì sẽ biết bản thân muốn gì. Quay đi quần lại. Chị hai tôi đã hoàn thành xong việc học đại học và đang thực tập tại một trường cấp 3 tại một thành phố lớn. Tôi đang học lớp 12, loay hoay với việc chọn trường đại học, thằng út giờ đã lên lớp 10, vẫn ham đi biển như ngày nào. Tôi suy nghĩ mãi cũng không biết bản thân thích gì để mà chọn trường đại học. Nhân ngày chị hai về quê, tôi đem chuyện bàn với gia đình. Mẹ hay con học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ mẹ nhé. Con không dịu dàng như chị hai để mà làm giáo viên. Cũng không thích đi biển như thằng út. Nên, mày lại như chị hai mày. Đòi bỏ học nữa hả? Không mà mẹ. Con. Đúng là giờ công việc làm ăn ổn định rồi. Ba bây mất cũng được 5 năm rồi. Cũng không còn vất vả như những năm đầu ổng đi. Con không cần lo cho mẹ đâu. Nhưng con thật sự không biết mình thích gì. Con đó giờ chỉ loay hoay với đất sét và gốm. Có lẽ con giỏi những thứ đó, chỉ là con chưa đam mê thôi mẹ. Biết đâu càng làm càng thích thì sao mẹ? Mẹ cũng biết vậy, nhưng cái thời đại này, có tấm bằng đại học vẫn tốt hơn con à. Chị Hai nghe vậy thì khuyên tôi, nếu em đã muốn gánh nghiệp của gia đình thì em nghĩ xem học cái gì để phát triển cho công việc giàu mạnh hơn dù biết nhà mình ba đời làm gốm xứ cái làng gốm phù lãng cũng đã có chỗ đứng nhất định nhưng biết đâu sẽ vươn xa được hơn nữa còn không thì em học kiến trúc điêu khắc để nâng cao tay nghề đi nhưng cả hai trường chị nhắc đến đều xa quê mình còn mẹ thì sao mẹ nghe vậy thì nói ôi trời cô ơi mẹ cô vẫn còn trẻ lắm đấy ở đó mà lo xa con lên thành phố lớn với chị hai con có hai đứa mẹ cũng đỡ lo hơn. Ở kìa chị, còn em mà. Thằng út cũng vội lên tiếng, tôi chừng mắt nhìn nó. Mỗi lần em đi biển cũng mất cả tháng mới về. So với chị, mẹ còn lo cho em hơn. Thằng út xoa đầu gượng gạo. Em được nghỉ hè mới đi mà chị, với toàn đi với mấy chú. Mấy anh có kinh nghiệm không à? Lo gì chị? Dạ vâng, để em suy nghĩ rồi quyết định. Sau khi nghe mẹ và chị hai khuyên, tôi quyết định điền nguyện vọng ở trường kiến trúc Khoa Điêu Khắc cùng một thành phố với chị tôi. Đợt thi xong đợi kết quả. Tôi vừa lo vừa sợ. Nếu đậu thì xa mẹ, xa nhà, xa quê hương. Mà nếu rớt thì buồn. Tại bản thân tôi đã biết mình nên cố gắng vì điều gì. Ngày ra kết quả, cả nhà đều nôn nao dùm tôi. Mừng thay tôi đậu vào ngay nguyện vọng một mà tôi ao ước. Wow con đậu rồi nè mẹ cũng vừa sát điểm luôn ngày gần nhập học chị tôi về quê dẫn tôi lên thành phố tôi nói chị em lên một mình được mà chị về quê đón làm em thấy như mình phải xa quê đi nước ngoài thôi chị dẫn em vào chỗ ở trước rồi dẫn lên thăm trường luôn nè cho đỡ bỡ ngỡ tôi quay sang nhìn mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài mẹ nào con được nghỉ học con về với mẹ nha. Ừ, gần về nói mẹ, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho mà về ăn. Thằng út lên tiếng. Về chưa, tạm biệt cả tháng này chưa đủ hay gì. Em đó, ở nhà mà lo cho mẹ, đừng có hư biết chưa. Chị đi học mạnh giỏi nha. Mãi mới nói được câu tử tế với chị. Cứ ngỡ những chuyện đau thương đã qua đi. Chúng tôi vừa vui vẻ trở lại thì một biến cố mới lại đến mẹ tôi trong lúc nung gốm lò nung đã bị phát nổ mọi người đến thì cứu được mẹ tôi ra từ đám cháy chị em chúng tôi vội chạy về với mẹ bác sĩ bảo do hít khói từ vụ nổ thêm việc đứng quá gần lò nung nên bà ấy sống tới giờ đã là kỳ tích lắm rồi cố gắng thì có lẽ được khoảng hơn hai tháng gia đình nên lo liệu hậu sự là vừa bác sĩ mẹ tôi sao có thể làm ơn cứu mẹ tôi với bác sĩ lắc đầu vội bước đi tôi gục xuống tại chỗ chị hai chạy vào phòng với mẹ mẹ sống tới giờ phút này coi như đã mãn nguyện không sao đâu đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt mẹ 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 sẽ sống tới già với tụi con mà mẹ biết mẹ không sống được bao lâu nữa các con chuẩn bị tinh thần đi phải mạnh mẽ giống mẹ chứ đừng ủy mị giống ba các con hiểu chưa mẹ thôi được rồi mẹ muốn nghỉ ngơi một chút các con ra ngoài đi chúng tôi đành lủi thủi ra ngoài chắc lúc này hơn ai hết mẹ là người đau lòng nhất ở bệnh viện tầm ba ngày thì mẹ nằng nặc đòi về nhà bác sĩ chỉ dặn phải liên tục chăm nom phòng trường hợp bất chắc tại mẹ tôi yếu lắm rồi về tới nhà mẹ gọi chúng tôi lại rồi căn dặn mẹ biết mẹ không sống được bao lâu nữa đời này làm vợ của ba con là mẹ của các con, là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đừng nói vậy. Thằng út lại đây mẹ bảo, con là con trai trong nhà. Mẹ với ba không bắt ép con phải gánh nghiệp gia đình. Mẹ biết con thích đi biển, nhưng nhớ học hành cho tới nơi tới chốn rồi muốn làm gì làm. Con biết chưa? Con nhớ rồi mẹ. Mẹ nhìn sang tôi, gọi tôi qua rồi xoa đầu. Trong nhà này, con giống tính mẹ nhất mạnh mẽ gan lì nhưng mình là con gái phải biết uyển chuyển như chị hai con nghe chưa dạ mẹ con dáng học cho tới nơi tới chốn dù thế nào cũng phải noi gương chị hai mà làm người nha con dạ con sẽ học thật giỏi giống chị hai ừ con phải biết khôn biết khéo để còn giữ cái nghề gốm truyền thống của nhà mình mẹ con không làm được đâu mẹ biết con sẽ làm được dù mẹ nói các con theo đuổi ước mơ của mình nhưng nghề này đã theo gia đình ta ba thế hệ rồi con chịu khó hy sinh vì ba mẹ được chứ tôi nghe mẹ nói thì người run rẩy hết lên nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ đặt hết hy vọng vào tôi tôi gật đầu cho mẹ yên tâm chứ thật sự không biết khả năng mình tới đâu con sẽ cố gắng hết sức mẹ tin ở con hạnh con đâu rồi dạ mẹ mẹ có gì căn dặn con. Con là chị cả trong nhà, con dáng chăm sóc hai đứa em thay mẹ nha. Mẹ giờ chỉ còn hơi tàn thôi. Mẹ, con, thôi đừng khóc nữa, con nghe mẹ dặn tiếp. Mẹ tôi thở hơi lên, dáng nói cho tròn chữ như bình thường mẹ hay nói. Được một chút là lại ho sắc lên. Mẹ biết con đang tìm kiếm cơ hội ở thành phố lớn nhưng quê hương sau cùng vẫn là nơi ôm ấp mình. Con được thì về quê lập nghiệp cho gần các em mình. Nha con. Dạ mẹ, con biết rồi. Con đã xin nghỉ việc rồi. Giờ con ở đây tận hiếu với mẹ. Mẹ, con điều gì muốn làm mà chưa làm được không? Tụi con sẽ cố gắng hết sức. Thật ra mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Cái mẹ muốn nhìn thấy nhất ngay lúc còn sống là con cháu đầy nhà. Nhưng mà mẹ ngập ngừng nói tiếp mẹ đã muốn con đi xem mắt rất nhiều lần rồi nhưng mà mẹ biết con chưa bằng lòng ai mẹ muốn thấy con kết hôn trước khi mất được không mẹ chúng tôi nhìn nhau đầy hoang mang tôi nói mẹ mẹ chị hai còn chưa có ý định kết hôn mẹ biết đây là ý nguyện từ một phía của mẹ mẹ muốn được nhìn các con có gia đình đầy đủ nhưng con vẫn chưa có người yêu mẹ ạ nếu con đồng ý mẹ sẽ nhờ gì mai bà mối trong làng dẫn dắt con con đồng ý hả chị đây là vấn đề hôn nhân cả đời đó chị không sao chị muốn mẹ được yên lòng thấy chị hai đồng ý mẹ gọi chị em chúng tôi lại mà bàn giao nhà cửa mẹ thở hơi lên cố gắng nói rõ chữ cho chúng tôi nghe hạnh khi con kết hôn Căn nhà gần bờ sông ở cuối làng sẽ là của vợ chồng con, quyền quyết định nằm ở con. Căn nhà này sau này sẽ là của thằng út, con là con trai, phải thờ cúng ông bà, cha mẹ. Còn xưởng lò gốm và khu đất phía trước lò để xây nhà là của con Thùy. Các con thấy được chứ? Đây là quyết định của ba và mẹ lúc ba con còn sống. Dạ. Vâng mẹ. Gia sản ba mẹ để lại chỉ nhiêu đây thôi. Các con dáng đùm bọc nhau mà sống. Dạ mẹ, mẹ cứ tin ở con. Tôi kéo chị qua một góc để nói chuyện. Ở chung với nhau được một thời gian tôi biết được chị vừa chia tay anh người yêu, cũng là đồng nghiệp của nhau từ lúc chị vào trường dạy tới giờ, là người cùng quê. Tôi hỏi chị, "Chị, sao chị đồng ý gấp gáp với mẹ quá vậy? Đây là chuyện hôn nhân đại sự đó, chị không muốn thì đừng ép mình chứ." "Chị muốn mà, em đừng lo nữa thấy chị bình thản như không tôi tức giận chất vấn chị em không lo sao được chị là chị em mà mấy cuộc hôn nhân vội vàng này không ổn đâu chị muốn thấy mẹ yên tâm trước khi nhắm mắt mẹ khổ vì mình nhiều rồi nên chị muốn làm gì cho mẹ trước khi mất còn chuyện yêu đương từ từ rồi cũng được mà tôi nói đến chuyện người yêu cũ của chị hy vọng chị nhớ đến mà suy nghĩ kỹ lại tôi hỏi chị chị vừa chia tay anh đức kia mà quyết định vậy là vội vàng quá đó chị còn thương mà đúng không tất nhiên là còn anh đức đối với chị hơn cả người yêu nữa là đàn anh mà chị tôn trọng nhưng anh ấy chọn sự nghiệp nên cưới người khác rồi chị cũng đâu làm được gì vậy nói mẹ từ từ hãy kết hôn đi chị tôi biết chị sắp giận lên rồi nhưng tôi không muốn chị hy sinh hạnh phúc đời mình như vậy nghe tôi nói như vậy thì chị gắt gỏng lên nói chị từ từ cũng được còn mẹ thì sao đây mẹ còn sống được mấy tháng nữa đâu chị muốn mẹ thật vui vẻ coi như chị báo hiếu cho mẹ chị chị biết tôi muốn nói tiếp thì ngắt lời tôi mà nói thôi chị quyết định rồi em đừng nói nữa chị không đổi ý đâu chị chị biết em muốn tốt cho chị nhưng chị không còn niềm tin gì vào tình yêu nữa đâu anh Đức với chị chia tay vì anh chọn gả cho con gái của người chức lớn trong ngành để mong được đổi đời với cơ hội được lên làm hiệu trưởng. Chị muốn tránh mặt nên cũng có ý định xin nghỉ việc về quê dạy học. Dù sao cũng chỉ là chọn người sống chung. Ai cũng vậy thôi. Dì bà mối trong làng được gọi gấp quà. Theo ý của mẹ, mẹ muốn kiếm một chàng trai không cần giàu có. Mổ côi càng tốt vì mẹ không muốn chị làm dâu. Muốn chàng trai ở rể, và kết hôn chỉ trong tuần tới, mọi xính lễ sẽ là bên nhà gái chi trả. Với những điều kiện như vậy, dì Mai nhanh chóng tìm được đối tượng thích hợp cho chị hai, rồi họ nhanh chóng tổ chức đám cưới trong vòng một tuần. Anh rể tôi tên Hoàng, anh hơn chị tôi ba tuổi, là người cùng quê tôi, nhưng ở khá xa làng gốm phù lãng này. Anh mồ côi cha, nhưng vẫn còn mẹ và một cô em gái chạc tuổi thằng út. Anh không có nghề nghiệp ổn định, ai gọi gì làm đó chủ yếu là vác từng thúng cá giao ra cho lái thương trong chợ còn mẹ anh là người bán hàng cá rong cho khách du lịch đến địa phương mà vùng quê tôi một năm cũng ít nhất một mùa báo lớn nên khách du lịch cũng chẳng nhiều vậy nên gia cảnh cũng khá là khó khăn làm chỉ đủ ăn ba bữa trong ngày mẹ tôi thấy vậy thì cũng đành chấp nhận anh chịu thương chịu khó là được dù sao đây là cuộc hôn nhân ép buộc lại quá gấp gáp kiếm được người chịu làm dễ nhà tôi đã là may lắm rồi. Tôi thiệt không biết mẹ có tính toán riêng gì, nhưng thôi đành chấp nhận. Giờ mọi việc gấp rút tới vậy rồi, tôi có muốn cản cũng không cản được. Dù vậy, trước ngày cưới, bên phía nhà trai đòi qua gặp mặt, nói là muốn bàn về tiền sinh lễ để con trai làm dễ nhà tôi. Một người đàn bà xuất hiện trong nhà tôi, bà giới thiệu là mẹ chồng tương lai của chị tôi. Nhìn bà biết ngay là một người không ăn không học đầy đủ. Đúng là một người dân buôn bán ngoài chợ. Giọng nói chua ngoa và đầy đanh đá. Bà thấy mẹ tôi đang nằm trong giường thì lập tức nhào vô. Không kiêng nể gì cả. Chào chị Xui. Hôm nay tôi đến cốt cũng muốn thêm tiền sinh lễ. Thằng út đỡ mẹ ngồi dậy. Mẹ tôi nghe bà ấy nói vậy thì hỏi. Chị Xui muốn thêm bao nhiêu? Nếu cần thì cứ nói với chúng tôi. Bà ấy giờ năm ngón tay cười nói: "Năm cây vàng, tôi muốn thêm năm cây để con trai tôi về làm rể của nhà này." Thằng Út nghe vậy thì nói: "Năm cây? Bà tưởng vàng rẻ lắm hay sao mà đòi lên gấp đôi vậy?" Bà ta nghe vậy thì mặt cũng không còn hồ hởi như ban đầu nữa, lật mặt mà nói: "Nếu nhà bà đã không chịu thì kiếm nhà khác mà gả, mấy ai chịu để con trai mình làm rể nhà người khác đâu?" mẹ tôi vội cất lời tôi đồng ý bà cứ về nhà chuẩn bị đám cưới cho tụi nhỏ vàng tôi sẽ thêm vậy thì được quá cũng tại nhà tôi đang cần tiền để tu sửa lại căn nhà dưới đó nên mới nhờ tới chị ơn này tôi mãi không quên bà ta nói xong thì vui vẻ chào mẹ tôi mà đi về đám cưới chị hai tổ chức không bao lâu thì mẹ qua đời chúng tôi vừa tổ chức sung hì lại quay qua làm đám ma chay cho mẹ cuộc đời vốn chẳng thể lường trước được điều gì. Sau đám cưới, anh chị dọn về căn nhà gần bờ sông ở cuối làng, cũng gần nhà cô út nên tiện đường chăm sóc lẫn nhau. Chị Hai thì không ở trên thành phố lớn thành hoa nữa, chị dọn hẳn về đây rồi xin dạy một trường cấp 3, trường cách nhà cũng tầm hơn 10 cây số. Anh rể tôi thì tạm thời phụ xây sửa lại lò gốm rồi sẽ làm cho nhà chúng tôi luôn. Tôi thì còn hai năm nữa sẽ xong đại học rồi về quê đảm nhận công việc làm gốm của gia đình. Thằng út sau khi nó học hết lớp 12 rồi tính thi vào trường hải quân. Nhưng mẹ mất, xưởng lò gốm còn phải tu sửa lại. Nó nói với chị em tôi. Em thi xong. Nếu đậu thì em xin bảo lưu một năm. Còn nếu rớt thì em sẽ đợi nhà ổn định thì sẽ thi lại. Không được. Dáng thi cho đậu mà vào học. Mẹ đã dặn hết rồi em đâu thể nghỉ học như vậy được. Công việc nhà giờ dối ren như vậy, chị hai dù đã về quê rồi, nhưng chị còn đi dạy, thời gian đâu mà lo việc nhà. Còn chị ba, chị ba còn đang học đại học chưa xong, biết là nhà vẫn còn tiền để xoay, nhưng biết đâu chuyện gì lại đến, chị em mình không trở tay kịp đâu chị. Thằng út giờ đã lớn thật rồi, nó có tính toán riêng của nó, cũng đã là người đàn ông đủ trách nhiệm gánh vác gia đình này rồi. Chị hai suy nghĩ một hồi thì nói. Dù sao thì vẫn còn anh rể của em. Anh ấy tính thật thà. Sẽ lo được. Em cứ đi theo ước mơ của em đi. Anh rể dù sao cũng là người ngoài. Khác máu tanh lòng. Cũng chỉ mới tiếp xúc đây thôi. Làm sao mà giao hết xưởng cho người ngoài được chị? Em, em, mẹ có tính toán riêng của mẹ. Em đừng có nhúng tay vào nữa. Em đã quyết rồi. Chị cứ lo việc của chị đi. Giờ em là người gánh vác của gia đình này. Em sẽ ở lại tới khi nào chị ba học xong. Sưởng đi vào nề nếp thì em đi học tiếp vẫn chưa muộn. Ai cũng biết tính thằng Út em tôi nó bướng, không ai khuyên can nổi nó. Mẹ lúc Lâm Trung căn dặn đủ điều, thằng bé dạ xong cũng để đó. Tôi thì mãi chẳng thể nào hiểu được quyết định cưới vội của mẹ yêu cầu chị hai, cũng may người cưới là chị. Chứ là tôi thì không biết phải làm sao chọn giữa tình hiếu tử và cuộc đời mình thì không biết làm sao cho vẹn toàn thằng út thi xong đại học thì vài tháng sau có kết quả đậu tôi và chị hai vẫn đang không biết khuyên nó đi học như thế nào sau cùng nó vẫn ở lại với xưởng gốm chọn cái nghề gia truyền đã nuôi sống ba đời nhà chúng tôi nó nói đợi chị học xong về thì em nhập học em viết đơn giải thích hoàn cảnh gia đình với thầy sĩ quan rồi mấy thầy đồng ý cho em nhập học vào năm tới nữa chị yên tâm chị hai nghe vậy thì nghẹn ngào mà nói chị xin lỗi em là chị cả mà không lo được cho em của mình chị đừng nói vậy đây là quyết định của em dù sao em là con trai phải có trách nhiệm với gia đình này chứ cảm ơn em thời gian cứ vậy mà trôi qua xưởng lò gốm được sửa sang lại thì công việc dần đi vào quỹ đạo thêm cái thằng út có tài quản lý công việc xuân sẻ hẳn anh rể tôi thì mỗi ngày đưa chị hai tôi đi dậy thì về lò gốm phụ giúp nhìn anh chị cũng hạnh phúc lắm nhưng trung quy thằng út vẫn cảnh giác anh rể tôi lắm những mối làm ăn lớn từ bao lâu nay nó vẫn kín tiếng không để anh rể tôi biết chị hai tôi lấy chồng được hơn một năm thì mẹ chồng đòi xuống ở chung với con cháu với lý do thúc ép chị tôi sinh con chị tôi ban đầu cũng khó chịu nhưng chẳng hiểu anh rể với mẹ chồng ngọt nhạt kiểu gì mà sau bà ấy cùng đứa em chồng dọn lên ở cùng anh chị con bé em chồng chị tôi tên duyên đợt đám cưới chúng tôi chỉ gặp mặt một lần nên cũng chẳng có ấn tượng mấy tôi gọi điện về hỏi thăm chị thì nghe được tin mẹ chồng chị sắp dọn qua ở tôi bất ngờ hỏi chị chị sao chị lại đồng ý cho bà ấy dọn lên ở chung vậy bà ấy cứ thúc ép chị nói lên ở nào chị có em bé thì về quê lại dù sao nhà cũng cần một đứa cháu đích tôn để lo hương quả với lại chị với anh cũng tính có em bé anh Hoàng nói có mẹ vào ở thì đỡ cực cho chị chị nghĩ kỹ chưa em không kỳ thị gì đâu nhưng bà ấy là dân buôn bán ở chợ mà ra nói năng chẳng kiêng nể gì cả cũng giống như đợt đám cưới chị chị không nói gì chỉ cười nhẹ tôi thấy mà tức mình liền nói chị dù sao chị cũng phải cẩn thận. Đợt bà ấy đòi nhà mình 5 cây vàng để mà sang sửa nhà cửa gì của gia đình bên ấy thì mới để anh Hoàng qua làm rể đó. Chị nhớ rồi, dù sao em cũng không nên nói lời này trước anh rể. Anh nghe sẽ buồn đó. Chồng chị tuy không tài cán gì mấy, nhưng được cái chịu thương chịu khó. Tính lại thật thà nên anh sẽ không để chị chịu thiệt đâu. Dạ, dù sao bà ấy cũng sắp dọn lên rồi. Chị ấy tính chị thì ai nói gì một tí là chị đồng ý ngay thôi lần sau phải cương quyết lên chị chị biết rồi em như bà cụ non ấy chị này có vẻ như chị không muốn tôi nói về chuyện mẹ chồng chị nữa nên đổi chủ đề hỏi tôi em có người yêu chưa đó sao không nghe kể gì cả em đang dáng học vượt để tốt nghiệp sớm còn về quê nữa nè chị yêu đương gì đâu chị hai nghe tôi than thì thở dài cũng tại chị không lo được cho tụi em. Thôi chị, hồi nhỏ ba mẹ đi làm, toàn chị chăm hai đứa em chứ đâu. Với em, chị không khác gì người mẹ thứ hai cả. Cảm ơn em nhiều lắm Thùy. Cảm ơn em đã thay bọn chị mà nhận trách nhiệm công việc của gia đình. Có gì đâu mà, em thích nên mới làm. Chỉ sợ khả năng không tới, không giỏi như ba mẹ. Không sao, chị còn ở đây với em mà chị em tôi nói chuyện một tí rồi cúp máy tôi ngồi thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra mọi thứ đến quá đột ngột với gia đình này bà mất mẹ tôi phải vừa làm mẹ vừa làm ba rồi ngày mẹ mất thằng út còn chưa trưởng thành đã phải học cách làm người lớn dù mọi người nói tôi mang trên vai trọng trách lớn nhưng thật ra tất cả mọi người đều đang mang trên vai trách nhiệm với gia đình được tầm một năm hơn nữa tôi cũng tốt nghiệp xong rồi về quê nhận việc quản lý của xưởng lò gốm thằng út bàn giao công việc cho tôi xong thì nó nhập học ở trường hải quân chị em tôi vui lắm vì cứ sợ nó đi làm rồi thì không muốn đi học nữa khi về quê tôi mới biết chuyện chị tôi rắc rối hơn tôi tưởng từ ngày mẹ chồng dọn về nhà ở chung chị tôi chẳng những sống khỏe hơn mà phải hầu hạ từ mẹ chồng tới em chồng nhiều lần tôi ghé thăm chị thấy bà ta đang ngồi vừa ăn vừa xem tivi tay thì chỉ chị tôi con xem còn chỗ kia chưa sạch kìa lau lại đi rồi vào nấu cơm hoàng sắp về nhà rồi con biết rồi mẹ chị tôi không tức giận mà cứ ngoan ngoãn vâng dạ bà ta làm tôi thấy mà tức mình tôi nói bà ấy chị hạnh vừa đi làm vừa dọn dẹp nhà cửa cũng mệt rồi hay để duyên đi nấu cơm cho nhà ăn đi bác bà ấy nghe tôi nói vậy thì chẳng buồn liếc mắt về phía tôi mà trả lời. còn duyên nó có biết làm gì đâu mà nấu cơm, cứ để con dâu nấu là tốt nhất. thằng hoàng nó ăn quen cơm vợ nấu rồi. con vào nấu liền đây. mẹ với em cứ ngồi đi ạ. À. tôi theo chị vào bếp, thấy chị tất bật, loay hoay mãi. tôi hỏi chị, chị, sao chị để bà ấy ngang ngược trong nhà này vậy? sai chị từ cái này tới cái kia không sao dù sao cũng là mẹ chồng chị bà ấy cũng tới tuổi được con cháu phụng dưỡng rồi ngang ngược như vậy thì ai phụng dưỡng được em thật hết nói nổi chị sao có thể để bà ấy leo lên đầu lên cổ ngồi vậy chứ lại thêm con bé duyên kia cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con gì đâu mà không chịu đi làm ở nhà sai bảo chị như người ở vậy thôi không sao đợi bà ấy khỏe cái chân là về liền ấy mà chân bà ấy bị sao hả chị Mấy lần chị cũng muốn bà ấy về quê chứ ở trên đây, chị với anh đi làm cũng không chăm sóc nhiều được, mà chẳng hiểu sao, trời trở gió, chân bà ấy đột nhiên đau cái phải ở lại. Em thấy bà ấy ở lại hơn cả năm rồi đó chứ, cứ kiểu vậy chắc còn ở đây dài dài. Chị nghe tôi nói thì chỉ biết thở dài. Tôi hỏi chị, chị với anh hai có kế hoạch sinh em bé chưa? Chẳng phải bà ấy nói chị có em bé là bà ấy không ở nữa hay sao? chị cũng thả cả năm rồi, mà mãi vẫn chưa có con được. Hay chị đi khám thử xem sao? Chứ vậy không ổn, có chuyện gì thì còn chữa kịp. Chị tính cuối tuần này đi với anh Hoàng, mà anh nói xưởng hơi bận, nên chị cũng không hỏi nhiều. Công việc đúng là hơi bận, nhưng không sao, để em sắp xếp rồi mai hai vợ chồng chị đi khám đi. Ừ, để tí anh rể em về, chị sẽ bàn với ảnh nói chuyện được một lúc thì tôi về lại nhà chị có gọi tôi ở lại ăn cơm nhưng nhìn mặt mẹ con họ còn ở đây tôi nuốt không trôi cơm anh chị đi xét nghiệm thì bác sĩ nói do chị tôi làm việc nhiều quá nên áp lực khả năng có em bé cũng không cao chị ngồi nói chuyện với tôi anh hoàng nói chị nghỉ dậy đi ở nhà thoải mái thì dễ có em bé hơn chứ đi làm lao lực quá lại khổ thân em thấy anh dễ nói cũng có lý nhưng mà chị nghỉ ở nhà thì chị vẫn phải hầu hạ mẹ chồng chị với con duyên mà. Sao đâu em, việc nhà dù không có họ thì cũng phải làm thôi. Dù gì nếu có em bé thì chắc bà ấy cũng sẽ đỡ dần công việc cho chị mà. Vậy là chị quyết định nghỉ việc rồi hả? Ừ, hết học kỳ này là chị xin nghỉ ở nhà. Em rảnh thì qua thăm chị. Dạ chị. Tôi gật đầu cho qua chuyện. Dù gì chị đã quyết định rồi, tôi cản cũng không được vậy mà tầm đâu ba tháng sau chị tôi mang thai thật cả nhà ai cũng mừng cho chị tôi mang ít quả qua thăm chị thì nghe mẹ chồng chị nói phải sinh được con trai để nó thành cháu đích tôn đó con gái là tôi không chấp nhận đâu tôi nghe vậy thì liền bảo con nào cũng như nhau thôi cũng con mình đứt ruột đẻ ra không chấp nhận là như thế nào bác đẻ con gái thì sao được nhờ nó cũng phải đi làm dâu thôi chị tôi nghe thấy sắp có cãi nhau thì vội can chị nói con gái hay con trai đều là cháu mẹ là con của con con thương như nhau hết mà mẹ tôi là tôi nói vậy cô biết điều thì tự hiểu nói rồi bà ta quay người đi vào phòng còn tiện quay sang liếc tôi một cái tôi nhìn chị rồi nói chị có thai rồi đó việc nhà nặng nhọc thì nhờ con duyên hoặc mẹ chồng chị làm mãi chị mới đậu thai lao lực quá là không được đâu chị biết rồi mà đến ngày sinh nở một đứa bé gái bụ bẫm ra đời tôi vội vàng chạy vào bệnh viện gặp cháu thằng út biết chị hai sinh con cũng xin nghỉ phép về thăm gia đình vài ngày thằng út vừa bế con bé trên tay vừa suýt xoa ôi nàng công chúa của chú út đây mà cả nhà đợi con ra đời đó chị hai anh chị đặt tên cho công chúa chưa anh hai lên tiếng. Rồi, tên là Ngọc Anh, quý báu như vàng, còn tên ở nhà là Bi, đặt thêm tên cho dễ nuôi ấy mà. Ba mẹ chồng đứng kế bên nghe vậy thì lên tiếng. Con gái thì làm ăn được gì? Nhà tôi cần một đứa cháu trai. Cô liệu mà qua đợt ở cử rồi sinh tiếp cho tôi? Thằng út nghe vậy thì nhíu mày. Hỏi lại. Ơ ờ kìa, bác nói gì vậy? chị cháu chứ phải con gà đẻ trứng đâu mà bác nói vậy bác không cần thì nhà chúng tôi cần thằng danh kia ăn nói với người lớn như vậy hả đúng là đồ không có mẹ dạy bác là người lớn mà nói năng vậy hả thấy sắp cãi nhau anh hoàng vội lên tiếng thôi mẹ vợ con mới sinh mà mẹ từ từ không lần này thì lần khác có con trai mà anh đấy tôi nuôi dạy anh mà giờ đi bênh vợ bà ta cùng duyên đi thẳng về nhà, chẳng hỏi han chị tôi một câu, từ hôm đó tới hôm xuất viện cũng chẳng thấy lên lần nào. Tôi hỏi chị, "Chị có em bé rồi đấy, sao bà ấy chưa chịu về nữa? Muốn ở tới khi nào?" Chị nói chuyện với anh Hoàng rồi thì Hoàng nói cho mẹ ở đây phụ chị chăm con, dù sao mẹ cũng có kinh nghiệm hơn. Tôi thở dài, nói chị, "Sao nhà chồng nói gì chị cũng ngậm bồ làm ngọt mà chấp nhận vậy?" chị lần đầu mang thai còn bỡ ngỡ cái gì không biết thì hỏi bà ấy được dạ vâng thằng út nghỉ được ít hôm thì về lại trường trước khi đi nó dặn tôi chị em thấy gia đình này không ổn đâu chị tìm cách đuổi bà ấy về cho chị hai đỡ cực chị cũng muốn vậy mà chị hai cứ khư khư muốn họ ở lại này là do chị hai thôi chứ khuyên can gì nữa rồi chúng tôi bàn sang chuyện làm ăn công việc dạo này phát triển tôi cũng đang muốn phát triển thêm xưởng gốm nữa để tăng năng suất tôi bèn nói với thằng út chị thấy từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đơn hàng chắc phải mở rộng thêm xưởng tiền vốn đầu tư mở xưởng cao lắm chị tìm xem có xưởng nào chịu cho thuê lại không chị cũng tính vậy chắc nhờ nhà cô út cô chú út cũng lớn tuổi rồi có mỗi thằng duy mà nó lại đi du học không chịu về xưởng gốm thì ít đơn hàng thôi thì mình thuê lại để cô chú có thêm tiền dưỡng già chị tính vậy cũng được nhưng mà người nhà chứ vẫn phải rõ ràng nha chị ừ chị biết mà dù sao xưởng của cô chú cũng gần nhà chị hai để anh hoàng đi qua đi lại coi cũng được thằng út vừa nghe tới anh rể là mặt biến sắc nói với tôi chị chị cẩn thận anh hoàng đi đừng để mấy đơn hàng lớn vào tay anh rể dù sao khác máu tanh lòng mà chị chị biết rồi chị sẽ cẩn thận sau khi thằng út về lại trường hải quân tôi qua bàn chuyện mở rộng thêm xưởng với cô chú út dù gì cũng là người thân với nhau nên cô chú rất ủng hộ cho quyết định này của chúng tôi tôi bàn chuyện với anh rể và chị hai xưởng thuê lại của cô chú út chắc em phải nhờ anh hai qua trông coi để thợ con xem chủ mà làm việc nha anh ừ tùy em quyết định. Anh sẽ cố gắng điều chỉnh công xưởng theo kịp tiến độ. Sao tùy được anh hai? Mình là người nhà với nhau. Em chỉ tin tưởng được người trong nhà thôi. Chị hai thế tôi đã cởi bỏ khoảng cách mà tin tưởng anh dễ hơn. Dám giao cả xưởng mới cho anh Hoàng. Chị vui vẻ hẳn ra. Chị nói với chúng tôi. Em giao cho anh Hoàng là đúng rồi. Người nhà tin tưởng nhau vậy là đúng rồi. Anh Hoàng lại là người thật thà. Giao bớt việc ra cho em đỡ cực Dạ chị Em với thằng út bàn kỹ rồi Chỉ anh hai mới đảm nhận được việc quản lý xưởng mới thôi Em làm chung thì biết anh chịu khó làm việc lắm Chưa thấy than bao giờ Chị tôi nghe vậy thì cười tít cả mắt Đợi bản giao hết việc cho anh hai Tôi nói chuyện riêng với chị Mẹ chồng chị Bà ấy có phụ chăm cháu không Nói ra lại mệt Chăm thì không thấy Toàn diễn không Lúc không có anh Hoàng thì nằm ườn ra, việc nhà con không giúp, lúc Hoàng về thì cứ tỏ vẻ bận rộn lắm, nhiều lúc chị cũng bực mà không biết nói sao. Bà ấy có ý định về lại nhà mình chưa chị? Chị mấy lần có nói mấp mé Hoàng rồi, mà cứ lý do là có mẹ phụ chăm con, thôi chắc đợi con bé đủ tuổi cho đi đến trường mẫu giáo học, lúc đó chị khỏe lại, cũng đi làm cho đỡ phải ở nhà. Chị phải kiên quyết lên chứ không muốn thì nói thẳng bà ấy kiêng nể là thiệt thòi cho chị đó chị biết rồi nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ anh hoàng chị cũng phải cư xử cho phải phép nói rồi chị bàn chuyện với tôi về duyên em dâu của chị chị nói với tôi anh hoàng với mẹ chồng chị có nhờ chị nói với em cho con bé duyên nó vào xưởng phụ việc chứ nó ở mãi nhà cũng không ổn vậy thì mẹ chồng chị hết ý định về quê mà cắm dễ ở đây luôn à em này chắc họ ở đây cũng một năm nữa thôi con bé nhà chị cứng cáp thì để họ về quê là được rồi em biết rồi nếu chị nói vậy thì để em sắp xếp xem sao cảm ơn em thùy à tôi về lại xưởng lò thì sắp xếp cho duyên làm bên xưởng mới luôn dù sao có anh hoàng quản lý được duyên chứ tôi cũng ngại dính dáng tới thấy tôi sắp xếp công việc cho duyên bà mẹ chồng chị hai dẫn con bé qua cảm ơn tôi ôi trời cảm ơn con nhé thùy cảm ơn đã sắp xếp công việc cho cái duyên nhà bác dạ không có gì đâu bác may phước cho con duyên chứ nó không biết làm gì cả con dáng chỉ bảo em nó nhé con để duyên làm việc bên xưởng mới với anh rể rồi ạ à. cũng gần để duyên đi làm ôi trời xem con kia. thật biết tính toán cảm ơn con tôi chỉ cười gượng thôi tôi chẳng tin nổi người phụ nữ này Lúc cần nhờ vả thì ngọt ngào, cảm ơn vô số lần. Chứ lúc trước liếc mắt nhìn tôi còn lười mà. Tầm hơn nửa năm sau, công việc ở xưởng mới cũng ổn định. Anh Hoàng phụ trách làm đơn hàng cho kịp tiến độ, Duyên thì lo phần sổ sách bên xưởng. Nói chung mọi thứ dường như dễ thở hơn. Cháu tôi cũng cứng cáp hơn nên chị cho bé đi nhà trẻ luôn, rồi chị xin lại việc đi dạy. Tôi thấy cũng mừng cho chị, chứ chị ở nhà ngột ngạt gặp mẹ chồng như vậy nên hai người cứ cãi nhau suốt một lần chị gọi điện than thở với tôi chẳng hiểu sao con bé bi đi nhà trẻ mà người lâu lâu lại có vết bầm tím chị đang đau đầu đây nè sao vậy chị chẳng lẽ là do nhà trẻ không phải đâu hồi đầu chị cũng nghi ngờ nên dành cả tuần ngồi xem camera của lớp học hầu như không có góc khuất của camera nên mấy cô trông trẻ không dám làm bậy đâu vậy là do đâu hay thiếu chất chị hồi nhỏ mấy đứa mình cũng hay bị vậy lắm chị với hoàng mới đưa con bé đi khám bác sĩ nói con bé khỏe lắm thậm chí còn nặng ký hơn tiêu chuẩn chị có hỏi riêng bác sĩ rồi vết bầm này là do bị tác động bên ngoài tôi nghe vậy thì lòng đầy thắc mắc chợt tôi nhận ra gì đó tôi hỏi chị ở nhà thì sao chị ở nhà có mẹ chồng chị chị đang nghĩ vậy mà chưa có bằng chứng không dám nói bậy con bé nhà chị cũng sợ bà nội lắm mỗi lần ở gần là khóc ré lên không chịu để bà bế tôi bèn nghĩ ra sáng kiến nói với chị vậy à hay là mình gắn camera trong nhà đi chị vừa quan sát được căn nhà cũng vừa để bảo vệ được bé bi lắp rồi bà ấy nói sao nữa để bà ấy biết chị lại mệt thì đừng để bà ấy biết chị lắp camera ẩn trong nhà đi vậy được không được chị chị kiếm cớ cho mẹ chồng chị đi đâu chơi vài ngày đi rồi âm thầm gọi thợ đến lắp thôi ý kiến của em được đó mà đi chơi vài ngày thì khó cả tết bà ấy cũng không thèm về lại nhà thì lấy đâu ra đi chơi này thì chị để em lo tôi tính toán riêng trong đầu tôi dù sao xưởng cũng hoạt động được một năm rồi nên tôi sắp xếp cho công ty đi du lịch. Tiện thể để mẹ chồng chị đi chung rồi chị tôi ở nhà lắp camera. Tôi nghe đầu chị lắp hẳn 5 cái camera để trông chừng bé Bi. Khoảng một tháng sau khi lắp camera, chị hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà nói chuyện riêng. Tôi hỏi chị, việc lắp camera sao rồi chị? Mọi thứ ổn không? Chị cũng muốn kể em nghe nè. Đúng là Bi bị bà nội nhéo tay mỗi lần bà cho cháu ăn thậm chí có lần còn tán đầu của con bé làm nó ngã nhào xuống cũng may không đập đầu dù đã lường trước được kết quả nhưng nghe xong thì lại chẳng kiềm được mà chửi bà mẹ chồng chị một câu sao bà ta có thể làm vậy chứ đó là cháu bà ấy đó không biết sót con bé hả trời chị vậy chị tính sao rồi đuổi thẳng bà ấy về nhà bà ta đi thấy chị im lặng một lúc lâu cũng không trả lời lại tôi tôi gắt gỏng nói chị chị đó là con chị đó bà ta không thương con bé thì chị phải thương chứ chị không dám nói thì để em nói chị đang lựa lời để nói với hoàng hồi đầu chị cũng giận lắm nhưng đụng tới lại khó mở lời từ dạo phát hiện ra chị hạn chế để bi tiếp xúc với bà nội nó luôn em mệt chị luôn đó thà cái gì thì giải quyết dứt điểm anh hoàng không chịu thì chị dọn về nhà ba mẹ để lại sống với em chẳng lẽ nhà mình không đủ sức để bảo vệ một đứa bé chưa đầy hai tuổi sao chị chị im lặng hồi lâu thì lên tiếng nói với tôi để chị hẹn hoàng ra nói chuyện riêng có lẽ em nói đúng chứ chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới bé bi chị không thể im lặng mãi nói rồi chị gọi điện cho hoàng ra quán cà phê gặp mặt tôi tính tránh mặt đi dù sao đây cũng là chuyện gia đình chị nhưng chị kiên quyết giữ tôi lại chị nói em không cần tránh mặt đâu. Cứ ở đây đi, với tư cách là gì của con bé. Chứ tính chị mềm yếu quá. Anh nói đỡ cho mẹ thì chị lại siêu lòng. Dạ vâng. Được một lúc sau, Hoàng tới quán cà phê. Sẵn dịp lại có duyên đi chung. Do chị tôi nói anh có tôi ở đây. Chắc anh nghĩ là đi ăn gia đình bình thường nên tiện dẫn theo duyên. Sao thế em? Này ngẫu hứng ăn bữa cơm gia đình hả? Sao không ăn ở nhà? sẵn có mẹ luôn chị tôi nhìn anh một lát rồi đáp lời thật ra em cũng có chuyện muốn bàn với anh về mẹ em lại muốn nói về việc muốn mẹ dọn đi hả anh nói với em rồi có mẹ ở nhà chăm lo thì yên tâm hơn là thuê người mà em biết nhưng chị ngập ngừng rồi mở điện thoại ra cho anh xem cảnh mẹ ngắt rồi tán bé bi anh đờ người ra nhìn chăm chăm vào điện thoại sao có thể sao em lại có đoạn clip này mấy lần em tắm cho con thì thấy con bé có mấy vết bầm con bé còn nhỏ chưa thể nói tròn chữ làm sao có thể nói là ai đánh nó chứ chị ngưng rồi nói tiếp em có nghi ngờ bên phía trường mẫu giáo nhưng không phải rồi một lần về nhà em vô tình thấy mẹ đang nhéo bi em đâm ra nghi ngờ nên lắp camera trong nhà em cũng không muốn tin là mẹ làm ra chuyện này đâu Duyên xem xong clip mặt cũng tái mét. Nó nói với mọi người. Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Chứ mẹ không làm vậy với cháu đâu. Chị nghe vậy thì mở thêm vài clip cho họ coi. Thậm chí có clip bà ấy còn tán đầu bé Bi làm nó ngã nhào người. Tôi xem còn thấy bà ấy tàn nhẫn vậy thì bên kiểu gì. Chị đưa họ xem xong thì nói anh. Anh xem. Đây là con anh. Không phải con nhà người ta mà anh dừng dưng tới giờ này được hôm nay em muốn anh nói chuyện rõ ràng với mẹ nhưng thấy anh hoàng ngập ngừng như vậy tôi cắt ngang lời anh sự việc đã tới mức này rồi ai cũng biết bác muốn có cháu trai nhưng không thể đối xử với cháu gái như vậy được anh hai mà không giải quyết để bác ấy rời đi thì chị hai với cháu em sẽ là người rời đi dù sao nhà này cũng không thiếu thốn gì mà để chị hai em với cháu bị đối xử như vậy được rồi để anh về nói chuyện với mẹ liền duyên thấy vậy thì mặt mày tái mét vội cản hoàng lại anh hai mẹ mới phạm lỗi lần đầu không thể nóng vội được anh quyết định rồi anh xem mà còn thấy sợ mẹ làm sao con bé mới gần hai tuổi đã chịu ám ảnh như vậy thôi thì để mẹ về quê thiếu thốn gì anh gửi tiền về không thì anh thuê người giúp việc phụ mẹ anh hai nhưng mà anh hoàng chẳng để ý lời duyên nói nữa đứng dậy rời đi chúng tôi tức tốc rời đi về nhà chị thật tình chuyện gia đình riêng của anh chị tôi không muốn đụng vô nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới cháu tôi nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện tôi khó ăn nói với ba mẹ trên trời về tới nhà anh lập tức nói với mẹ mẹ chắc mẹ thu xếp đồ đi con chở mẹ về lại nhà mình bà mẹ nghe vậy thì bàng hoàng trong giây lát sực tỉnh hỏi anh sao vậy con đột nhiên nhớ nhà nên muốn về hay sao vậy mẹ soạn vài bộ đồ đi vài ngày là về lại không đâu mẹ mẹ dọn hết đồ đi con chở mẹ về quê luôn nào mẹ rảnh con chở mẹ lên chơi với vợ chồng con vài bữa mẹ mẹ bà ấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vội quay qua nhìn duyên duyên nó chỉ thở dài rồi lắc đầu bà ta quay sang nhìn chị tôi rồi mắng chị phải do mày xúi con tao bỏ tao về lại nhà để không thèm chăm non bà già này chứ gì chị tôi lắc đầu nói với mẹ chồng không phải đâu mẹ mẹ nên về lại nhà là tốt nhất có gì tụi con vẫn gửi tiền và thuê người giúp việc nếu mẹ cần mày là do mày chính mày xúi con tao chứ nó ngoan ngoãn như vậy đời nào lại đuổi tao đi bà mẹ chồng tính lao vào tán chị tôi thì anh hai cản lại quát lên với mẹ mình. "Mẹ, giờ phút này mẹ còn muốn đánh ai nữa? Mẹ đánh con bé Bi chưa đủ hay sao?" Bà ta nghe vậy thì giật mình, cười giả lả. "Con Bi là cháu mẹ, đời nào mẹ đánh nó, không phải mẹ làm đâu." Anh Hoàng nghe tới thì tiếp lời. "Mẹ, mẹ đừng chối nữa. Thùy đã lắp camera trong nhà, tụi con thấy hết rồi." Bà ta hoảng hồn, quay sang thẳng vào chị tôi, thì ra là mày, mày đâm sau lưng tao, mày giấu tao, lắp camera trong nhà, nghi ngờ bà già này nên quay lén sao? Hoàng nói với mẹ, mẹ, tới giờ phút này rồi, thôi mẹ sắp xếp đồ đi, con chở mẹ về. Bà mẹ thấy con trai mình kiên quyết như vậy thì quỳ sụp xuống và khóc như đứa trẻ. Mẹ biết sai rồi, chính mẹ làm, chính mẹ làm con tha lỗi cho mẹ. Mẹ không làm vậy nữa. Duyên thấy vậy thì kéo mẹ đứng lên, nói đỡ cho mẹ mình. Anh hai, mẹ biết lỗi rồi. Anh đừng ép mẹ nữa. Mẹ không tái phạm đâu. Đúng đó, mẹ sẽ không làm như vậy nữa. Dù sao cũng tại con bi nó hư, nên mẹ mới dùng hành động như vậy. Chứ hồi xưa, mẹ chăm hai đứa bây suốt, hư cũng bị đánh mà. Bà ta vội lên tiếng thanh minh tôi nghe mà rợn hết người giờ đổ lỗi ngược lại cho cháu tôi tôi nhất quyết không để chuyện này lắng xuống nói con thật không biết sao bác có thể đối xử với cháu ruột mình vậy hôm nay nếu bác không dọn đi thì để con dẫn chị hai với cháu con về nhà bà ấy thấy ngọt nhạt không được thì nổi điên lên lật hẳn mặt ra bà ta nói tại con bi nó hư tôi là bà nó tôi chăm con chăm cháu thì chẳng sai hôm nay là các người kiếm cớ đuổi tôi đi ép tôi chứ gì tôi nói cho mấy người biết tôi không đi xem ai làm được tôi rồi tôi sẽ cho cái xóm làng này biết con dâu đuổi mẹ chồng anh hoàng vừa thấy mẹ mình khóc thì đã nguôi giận phần nào giờ thấy bà ấy lật lọng vậy chán nản nói với mẹ mẹ xem như mẹ giữ mặt mũi cho con đi mẹ về lại nhà thôi chứ không phải chuyện gì to tát bi nó chưa lớn chưa biết nhận thức mà mỗi lần thấy mẹ nó cứ khóc quả lên. Sau này nó lớn, nó xem bà nội nó như thế nào nữa. Mẹ nói rồi, mẹ không về, có xấu mặt thì để cả nhà này cùng xấu. Hoàng nghe thì quát lên. Mẹ, coi như con xin mẹ, cho cái nhà này được yên, về nhà ở. Cũng đâu thiếu thốn như lúc trước mà sợ con không chăm mẹ. Con Duyên nó cũng có công việc ổn định rồi. Con không nuôi, thì nó nuôi mẹ mẹ làm ơn mẹ nhớ đi mình được như hôm nay là nhờ bên vợ con hết con cũng làm mà không có con thì xem cái nhà rách nát đó có làm ăn lên không không biết ai giúp đỡ ai tôi nghe vậy thì cười nhếch mép quay sang nói với chị nếu bác đã kiên quyết như vậy rồi thì để con dẫn chị hai với cháu về lại nhà mẹ bà ta quay sang tôi nói cũng tốt để tôi ở yên đây một mình các người biến hết đi. Đồ thứ không cha không mẹ. Tôi nghe vậy thì nhìn sang bà ta, nói rõng rạc. Bà đừng quên cái nhà này là của mẹ tôi để lại. Nó vẫn đứng tên chị hai tôi. Ăn nói có chừng mực. Không thì bà là người dọn đi đó. Cô, cô, cô thử đi. Tôi nói con trai tôi bỏ chị cô xem cái nhà này có chia đôi không. Nhà này là tài sản trước hôn nhân. Dù có ly dị cũng là của chị tôi hoàng nghe cãi nhau vậy thì gắt gỏng nhìn sang mẹ mẹ đừng quấy nữa chỉ đi về lại nhà cũ thôi mà con từ khi nào mà bỏ mẹ đi bênh cái thể loại này vậy duyên đứng im nãy giờ đột nhiên lên tiếng anh hai thật ra mẹ bán nhà rồi anh đuổi thì mẹ không có nhà để về đâu chúng tôi nghe vậy mà sững sờ hoàng quay sang nhìn duyên hỏi bán nhà tại sao lại bán bán hồi nào Sao anh lại không biết? Duyên im lặng. Hoàng nhìn mẹ. Hỏi. Mẹ. Mẹ giải thích con nghe với. Ừ. Thì mẹ bán rồi. Cái nhà để không cũng chẳng để làm gì. Nên mẹ bán đi rồi. Duyên thấy mẹ bao biện mãi thì lật màn luôn. Mẹ chơi bạc. Thua đầu gần 300 triệu. Bị dí quá nên phải bán nhà rồi chạy lên ở với anh chị hai. Hoàng tức giận. Nhìn chân chân mẹ mình, đôi tay siết lại. Tôi thấy có chuyện chẳng lành nên lên tiếng. Chuyện nhà mấy người tôi không quan tâm. Hôm nay tôi đến đòi công bằng cho chị hai và cháu tôi. Nếu đã không giải quyết được thì tôi dẫn chị tôi với cháu về nhà. Hoàng thấy vậy thì dịu giọng lại. Nói với chúng tôi. Em rất hạnh với Bi về nhà chăm sóc dùm anh. Đợi anh giải quyết ổn thỏa thì anh dẫn hai mẹ con về. Chị hai nghe anh nói vậy thì cũng chấp thuận dù sao bán nhà thờ tổ tiên cũng là chuyện lớn cứ để họ giải quyết với nhau phận làm con dâu khác máu tanh lòng sao hiểu được câu chuyện bên trong đó chị tôi về lại nhà mẹ anh rể vẫn qua thăm chị mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện của mẹ mình được tầm hai tuần thì anh dẫn mẹ với duyên qua nói chuyện với chị tôi năn nỉ chị tôi cho mẹ ở lại hoàng nói anh nói chuyện với mẹ rồi chị đã quyết định về lại rồi nên tôi cũng không cản hy vọng bà ấy thật sự đúng như những gì đã hứa tôi bận bịu với công việc ở xưởng của mình loay hoay mãi lại đến tết lần tết này thằng út cũng về chúng tôi tụ họp tại nhà ba mẹ cho cái tết nó trọn vẹn gặp chị hai hỏi chị chị chuyện bé bi sao rồi bà ấy còn như vậy không không đâu bà ấy giờ đàng hoàng lắm không biết hoàng đã nói gì mà bà ấy chẳng còn như trước chị về tới nhà là thấy tươm tất hẳn còn bé bi cũng không khóc mỗi lần thấy mẹ chồng chị nữa vậy cũng được nhưng mà chị đừng tin người quá nhớ quan sát đó nhé thật ra mẹ chồng chị năn nỉ chị gỡ hết camera ẩn ra rồi hà chị sao lại gỡ bà ấy với anh hoàng nói ở nhà cứ như bị theo dõi khiến bà ấy không thoải mái vậy nên chị gọi thợ gỡ trước mặt họ luôn cho họ yên tâm hả chị tin người đến vậy sao gỡ một loạt luôn hả chị nhìn tôi cười mỉm rồi nói nhỏ vào tai tôi không đâu chị gọi thợ gỡ ba cái thôi còn hai cái mà hai cái đó thu âm rõ tiếng nhất giấu ở chỗ cũng khó phát hiện tôi bất ngờ nhìn chị tôi không ngờ chị tôi lại thông minh đến vậy nhưng tôi không nghĩ là họ lại tin chị gỡ hết sạch camera tôi hỏi chị họ có nghi ngờ gì không đó chị cũng có nên lúc gỡ xong họ bắt thợ đi cầm máy giỏ đi hết một lượt trong nhà nhưng chị lường trước rồi chị nói riêng với thợ là chị muốn để hai camera ẩn còn lại trong nhà để trông cháu họ cũng thông cảm mà giúp chị nên họ cũng không phát hiện ra chị xem camera thì bà ấy còn như vậy không bà ấy không dám đánh hay nhéo con bé nữa nhưng vẫn cứ buông lời chửi thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nên chị hạn chế để con bé tiếp xúc với bà nội thôi vậy cũng đỡ còn hơn đánh đập như lúc trước mà chị chuyện nhà bà ấy sao rồi không lẽ cứ đu bám nhà mình mãi được bà ấy nói đến gần tết rồi nên muốn ở chung với con cháu sau tết nếu chị vẫn thấy không thoải mái thì bà dọn đi dù sao người ta cũng biết lỗi rồi đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại tôi biết chị lại để tính thương người lấn át lý trí nên tôi cũng chẳng nói nữa im lặng hồi lâu chị nói với tôi em nhớ anh đức không người yêu cũ của chị giả dạ nhớ mà sao vậy chị sau này chị nhắc tới ảnh vậy anh đức về dạy tại trường chị đang làm cũng được hơn hai tháng rồi hả em nhớ là cưới vợ ở trên thành phố rồi còn cưới được cô nào con ông lớn rồi anh làm hiệu trưởng mà cuộc đời tính ra cũng dài ảnh ly dị vợ rồi vì không chịu được việc bị nhà vợ chèn ép nên dọn về quê sống chẳng hiểu sao cơ may lại gặp nhau tôi nhìn chị hồi lâu rồi hỏi chị chị còn thương lắm đúng không chị cười nhẹ rồi nói còn anh đức là tình đầu cũng là thanh xuân của chị mà anh Đức là đàn anh khóa trên chị trên đại học, nên chỉ bảo chị nhiều lắm, không chỉ là người anh, người thầy mà còn là người thương nữa. Đúng là chuyện tình cảm thì khó buông xuống, nhưng chị, chị biết em muốn nói gì, chị có chừng mực mà, cả hai cũng lớn rồi, cũng không đi quá giới hạn đạo đức được. Vâng chị, mà anh rể có biết sự tồn tại của anh Đức không? Không, anh hỏi thì chị giấu chị sợ anh biết chị còn thương cái gì giấu được chị sẽ giấu sao tôi thấy tình duyên chị hai khá lận đận người yêu thì bỏ chị chạy theo sự nghiệp sau chị lại đi cưới người mình không yêu cũng may gặp anh rể chịu thương chịu khó lại thật thà mà yêu chị tết đến nhà tôi lại đón thêm tin vui chị hai đậu thai được một tháng hơn rồi cả nhà ai cũng mừng cho chị anh rể vui hớn hở ra mặt Tết năm nay không nhậu say bí tỉ như những năm trước, mà hở tí là về chăm vợ, chăm con. Tôi với thằng út thấy vậy thì mừng cho chị. Chúng tôi cứ sợ chuyện mẹ chồng chị làm tình cảm hai vợ chồng thêm tấm màn ngăn. Nhưng đúng là con cái sẽ gắn kết tất cả. Ngày vui chẳng được bao lâu. Chẳng hiểu sao dạo này tôi thấy anh rể đi trễ về sớm. Mặt mày thì ủ rũ. Tôi nghe phong phanh thì anh rể dạo này có bồ bên ngoài tôi liền gặp chị hai để xem tình hình thế nào. Chứ chị hai đang mang bầu mà. Anh hai đợt cưng chị hai như trứng. Tôi mang ít đồ tầm bổ cho mẹ bầu sang cho chị. Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là lời đồn vô căn cứ. Nhưng nhìn chị với gương mặt hốc hác, tiểu tụy. Tôi nghĩ có điểm không may. Tôi bèn hỏi. Chị dạo này có chuyện gì hả? Sao mặt tiểu tụy vậy? Ăn không ngon hả? Chị không sao. Chỉ là có thai nên ăn uống hơi bất tiện. Có thật không chị? Thật mà. Thấy chị nói chuyện ấp úng mãi, tôi biết là có chuyện giấu tôi. Tôi gặng hỏi chị. Chị, chị nói thật cho em biết đi. Có chuyện gì giữa chị với anh hai đúng không? Em có nghe phong phanh. Nghe tôi nói, chị không kiềm được nước mắt mà khóc quả lên. Đúng vậy, chị với anh đang có vấn đề. Là anh ngoại tình đúng không? Là do chị, nên anh mới như vậy do chị mà ra cả. Chị khóc hết nước mắt, kể tôi nghe. Dạo gần đây anh Đức với chị thân thiết hơn. Một đợt anh Đức chờ chị về thì Hoàng phát hiện, còn nhận ra anh Đức là người trong bức ảnh mà chị còn giữ lại. Rồi sao nữa chị? Chị dáng giải thích lắm, nhưng anh Hoàng không tin. Chỉ tin mấy lời đồn bên ngoài, rồi nghĩ cái thai trong bụng là của anh Đức. Trời ơi! Sao có thể như vậy được? Nghe chị kể, tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh rể người tình cũ chăm sóc chị tận tình thêm cả thời gian anh đức về trường công tác cũng trùng hợp là khoảng một tháng sau chị mang thai thêm cả mấy lời đồn vô căn cứ nếu là tôi tôi cũng khó lòng tin tưởng tôi hỏi chị 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 không làm gì sai hết đúng không đúng vậy chị không làm gì sai hết em phải tin chị em tin chị mà mà anh hoàng thì mọi người trong nhà như mẹ chồng chị biết chuyện chưa bà ấy biết rồi suốt ngày chỉ chiết chị nói chị lăng nhăng các kiểu chị thật sự không biết sống sao hết sao chị không nói với em rồi về nhà ở với em chị mà về lại nhà ba mẹ người ta nói chị có tật chạy trốn nữa nên chị chọn im lặng mà chống chọi với dư luận vậy sao được chị đang mang bầu đó tới tháng thứ sáu là xét nghiệm được cha đứa bé là ai rồi lúc đó sự trong sạch của chị sẽ được chứng minh còn hơn hai tháng nữa lận sao mà được chị chị sẽ chứng minh cho họ thấy chị trong sạch em đừng lo quá chị ổn mà chị nói tôi đừng lo nhưng sao tôi thấy lo dữ quá thật không biết phải khuyên chị làm sao tôi hỏi chị còn vụ anh hoàng ngoại tình chị biết rồi mà vẫn mắt nhắm mắt mở hả thật ra ban đầu là lỗi của chị là do chị không kiềm chế được bản thân mà đón nhận sự quan tâm của anh đức nhưng bọn chị hoàn toàn không đi quá giới hạn anh hoàng làm vậy một phần cũng là do chị không đủ tâm ý với ảnh mà giờ chị cũng cắt đứt hẳn nói chuyện với anh đức rồi gặp ở trường cũng phớt lờ đi chị nói chuyện với anh hoàng đi như vậy không ổn đâu đợi chị xét nghiệm cái thai là của hoàng thì anh ấy sẽ tự tìm đường trở về mà thôi chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chị hai chị yêu quá nên hóa điên rồi phải không? Tôi thấy cách xử lý của chị không ổn, nhưng khuyên can thế nào chị vẫn không nghe nên đành lùi thùi đi về. Một hôm tôi đang bàn giao công việc cho xưởng, thì nhận được cuộc gọi của anh rể. Anh báo chị tôi đang trong bệnh viện. Tôi tức tốc chạy tới. Lúc tôi đến thì chị đã được đưa vào trong rồi. Tôi hỏi. Anh rể, chị hai sao rồi? Đau bụng lâu chưa? Sao mà đưa vào trong vậy? hoàng đứng bất động một chỗ trước phòng cấp cứu mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì thấy tôi hỏi thì anh quay sang trả lời chị hai em bị té cầu thang lúc anh về đã thấy thấy cô ấy nằm dưới sàn rồi nên vội gọi cấp cứu trở đến bệnh viện tôi giật mình la lên trời ơi chị hai em sao mà té cầu thang được rồi chị ấy có sao không mẹ chồng chị lần này cũng đi theo bà ta nạt tôi có gì mà phải la làng như thế? Cô phải đợi bác sĩ thì mới biết kết quả chứ. Tôi lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Thẳng thốt mà nói. Cầu trời cho chị hai không sao. Cầu cho vẫn giữ được đứa bé. Bà ta nhìn sang con duyên mặt mày tái xanh. Thầm thì gì đó. Tôi nghe được tiếng có tiếng không. Nó chết thì may. Còn không nó kể ra hết thì bể kế hoạch. Thấy tôi nhìn chăm chăm vào họ, bà ta vội lảng đi rồi kéo con trai của mình sang một bên con hạnh nó không sao đâu con ngồi xuống đi hoàng ngồi xuống theo lời mẹ nhưng tuyệt nhiên không mở miệng không biết có phải anh đang lo lắng cho chị tôi hay không còn lời của bà mẹ chồng chị với con duyên nói là gì kế hoạch tại sao họ muốn chị tôi chết chắc tôi nghe nhầm thôi nhưng thái độ của bà ta và con duyên rất lạ chẳng lẽ họ đã làm gì chị hai tôi tôi hỏi hoàng anh hoàng anh nói thật đi có phải chị hai tôi làm sao rồi không anh không biết nữa lúc về thì đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu rồi anh trả lời tôi vẻ mặt không có gì là che giấu tôi vội quay sang nhìn mẹ chồng và em chồng chị tôi hỏi lúc đó hai người ở đâu chị tôi đang yên đang lành sao lại té được chứ tôi tôi bà mẹ chồng chị ban đầu còn ấp úng nhưng thoáng chút đã đổi sắc mặt. Tôi ở đâu liên quan gì cô? Lúc tôi ra đã thấy chị cô nằm một chỗ rồi. Cũng may con Duyên nhanh trí gọi Hoàng về, chứ không giờ chị cô không sống nổi đâu. Tôi nhìn bà ta, lại nhìn Duyên đang run lẩy bẩy mà trong lòng lo lắng. Cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, một y tá chạy ra nói lớn. Ai là người nhà của sàn phụ Hạnh? Là tôi, tôi là chồng của Hạnh vợ con tôi sao rồi bác sĩ cô ấy có sao không sản phụ ra rất nhiều máu đang trong giai đoạn nguy hiểm có thể chỉ cứu được mẹ để nghị người nhà ký vào đây giúp tôi tôi cũng chạy lại xem đây là giấy xác nhận đồng ý rủi ro có thể xảy ra người nhà ký nhanh đi anh rể tôi vội vàng đặt bút ký tôi chạy đến hỏi y tá chị tôi làm sao mà ra máu nhiều vậy hả sao lại không cứu được em bé Tôi tuyệt vọng gào lên. Nước mắt lưng tròng. Y tá nhìn tôi rồi quay sang nhìn thẳng vào anh Hoàng nói. Sản phụ được đưa đến trong trạng thái đau bụng dữ dội. Vùng dưới da máu nhiều. Thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này phải hỏi người nhà. Nói rồi y tá chạy vội vào trong. Để lại tôi còn đang ngỡ ngàng. Tại sao? Tại sao chị tôi lại trở nên như vậy? Tình trạng nguy hiểm. Mất con đầu tôi đau như búa bổ. Chẳng suy nghĩ được gì. Bà mẹ chồng chị nghe y tá nói vậy thì thốt lên. May quá! Thật may quá! Tôi quay phát lại nhìn bà ta. Tôi gào lên hỏi. Sao lại may? Bà thấy chị tôi rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy mà may hả? Chị tôi mất con mà bà thấy may. Bà ta nghe vậy thì giật mình. Vội lên tiếng. Không phải. Tôi, tôi cho rằng con hạnh sẽ không giữ được mạng nhưng may mắn còn sống vậy là may rồi duyên vội hùa theo bà ta đúng vậy chị dâu phước lớn mạng lớn sẽ qua khởi thôi em bé thì lúc nào sinh cũng được có lẽ tôi quá lo lắng cho chị nên nghĩ nhiều quá rồi tôi mặc kệ họ rồi lấy điện thoại gọi cho em trai nói nó xin về sớm vì chị hai bị sẩy thai rồi một lúc sau cánh cửa phòng sinh mở ra tôi và anh ta chạy đến tranh nhau hỏi về tình trạng của chị bác sĩ nói hiện tại sản phụ cũng tạm ổn rồi nhưng phần đầu va chạm nặng nên cần phải theo dõi thêm tiếc là em bé không giữ được xin chia buồn cùng với gia đình không giữ được bác sĩ cháu tôi không giữ được cháu tôi chỉ tôi đã gây ra nghiệp gì chứ tại sao tôi ôm đầu đau khổ thấy vậy bác sĩ vội giải thích Lúc đưa đến sản phụ mất quá nhiều máu vỡ, ối quá lâu dẫn đến suy hô hấp ở thai nhi. Người mẹ cũng bị nguy hiểm tính mạng. Trường hợp này cứu được người mẹ đã là may mắn. Xin chia buồn với gia đình lần nữa. Nói xong bác sĩ rời đi, y tá đem em bé ra ngoài, là một bé gái đang nhắm nghiền hai mắt. Vĩnh Viễn không bao giờ được thấy bầu trời xanh quang đãng, cũng chưa từng được uống một ngụm sữa ngọt ngào từ bầu ngực của mẹ. Cháu tôi thật đáng thương tôi ngồi suy sụp khóc nức lên phía bà mẹ chồng chị và con duyên sau khi thấy chị tôi bình an bước ra mặt họ căng thẳng hẳn ra tôi nghĩ có lẽ là vì thấy cháu mình không được chào đời nên cảm xúc cũng như tôi chăng thằng út nghe tin thì chạy vào viện đấm vào mặt anh rể một phát thằng út la lên chị tôi với cháu tôi làm sao hả sao anh để họ bị tới mức này chị tôi sầy thai rồi anh trả lời tôi nhanh lên hoàng nãy giờ ngồi bần thần nghe thằng út nói vậy thì cười nhạt mà lên tiếng cái thai xảy rồi cũng tốt dù sao cũng không phải con tôi thằng út với tôi nghe vậy thì hoảng hốt tôi chất vấn anh anh bị điên cái gì hả không phải con anh thì con ai chỉ tôi là con người trong sạch anh đừng có nói lung tung hoàng cười như phát điên chẳng lẽ mấy người nghĩ cái thai trong bụng cô ta là của tôi hay sao mà tôi phát sót chí ít lỗi của tôi chỉ là không trở về nhà kịp để cô ta mất máu nhiều quá thôi. Nhưng giờ thì sao? Cô ta vẫn sống đây thôi. Còn thứ yêu nghiệt trong bụng cô ta thì chết rồi. Vậy cũng tốt. Anh đừng có phát điên như vậy. Chị tôi chẳng làm sai gì anh hết. Không sai sao? Là cô ta cố tình làm xảy đứa con vì sợ không phải con tôi. Để tránh đi xét nghiệm chứ gì. Mấy người là chị em. Sợ còn ấp ủ kế hoạch này để hòng lừa tôi chứ gì. Thằng Hoàng này không dễ lừa đâu." Thằng Út nghe anh nói vậy thì muốn nhào người lên đánh cho Hoàng thêm mấy phát, nhưng may chúng tôi cản lại kịp. Thằng Út gào lên với Hoàng: "Vậy thì mau ly dị chị tôi ra, tôi mang chị tôi về, không để cho gia đình mấy người sỉ nhục chị tôi như vậy." Hoàng ôm một bên mặt, chỗ vừa bị thằng Út đấm, cười nhạt mà nói: "Ly dị, vậy thì dễ cho cô ta quá, tôi không đồng ý." Sao Hoàng có thể chơi chẽn tới mức đó được như vậy? Tôi thẳng thốt trước con người này. Chất vấn hắn. Sao anh dám nói chị tôi như vậy? Anh có được ngày hôm nay cũng nhờ gia đình tôi mà ra. Gia đình cô. Đúng vậy. Lúc nào cũng là gia đình cô và gia đình tôi. Có khi nào các người xem tôi là gia đình không? Tôi nói cho mấy người biết. Muốn đuổi tôi đi chứ gì? Được thôi để xem ai chết. Hoàng như phát điên. Lao thẳng ra ngoài. Tôi khó hiểu trước lời nói của Hoàng. Nhưng dù vậy cũng chẳng nghĩ nhiều được vội vàng chạy vào phòng đợi chị tôi tỉnh dậy. Chị hai tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Chị chỉ nhớ lúc chị sinh ra bé Bi thôi. Còn chuyện sau đó không nhớ được. Bác sĩ nói là do lúc té bị chấn thương nên mất trí nhớ tạm thời. Còn thời gian hồi phục thì còn dựa vào may mắn. Chứ có người cả đời không nhớ được. Mẹ chồng chị và Duyên nghe vậy thì mặt giãn ra cũng không căng thẳng như lúc trước vậy thì may quá tôi quay sang thắc mắc chị tôi mất trí nhớ mà may sao bà mẹ chồng giật mình nhìn tôi rồi nói ý tôi là con hạnh nó không sao còn sống là khỏe rồi chúng tôi chỉ biết chị với anh hai cãi nhau theo lời kể của anh sau đó thì anh hai bỏ đi sau duyên gọi điện báo anh rằng chị hạnh bị té cầu thang vội chạy về thì đã thấy chị nằm trong vũng máu ba mẹ chồng chị với Duyên cứ cách ngày lại vào thăm chị tôi. Do hỏi chuyện gần đây xem chị có nhớ hay không. Tôi với thằng Út cũng kiên nhẫn kể lại từng mẩu chuyện cho chị nghe. Nhưng dù chúng tôi có dò hỏi cách mấy thì chị cũng không nhớ xảy ra chuyện gì. Lại thêm thái độ của con Duyên và bà mẹ chồng chị. Làm tôi cứ thấy chuyện này có vấn đề. Xuất viện. Chị không về nhà nữa mà dọn về nhà ba mẹ. Chị nói ở đó nhiều ký ức đau thương của đứa con chưa chào đời của chị chị không muốn ở đó nữa nếu thật sự là do chị bất cẩn té ngã thì chính chị hại chết đứa con này chị đừng nói vậy chứ con là lộc trời ban nếu giờ chưa có thì sau này ông trời sẽ cho lại đứa khác thôi chị còn bé bi mà phải dáng sốc tinh thần lên chị hiểu rồi thời gian này lại phải nhờ em chăm sóc chị và cháu chị khách sáo quá rồi đó chị chị vẫn để căn nhà đó cho họ sống hay sao còn nữa ly dị đi chị hoàng đã điên tới mức này rồi đuổi thì họ đi đâu giữa chị với anh hoàng chỉ là hiểu lầm thôi rồi một ngày hoàng sẽ hiểu cho chị chị à anh ta nói con chị là thứ yêu nghiệt đó chị ở đây còn mù quáng làm gì tôi nghe chị nói mà bực mình nhưng thấy chị vừa mất con chồng lại chẳng màng quan tâm mình nên tôi lại thôi đúng là mỗi người mỗi số phận thằng út về từ đợt chị hai bị sảy thai sẵn dịp tôi nói chuyện công xưởng dạo này mất khá nhiều khách cũng chẳng hiểu tại sao khách quen không còn quay lại như xưa công việc đang trên đà phát triển lại bỗng nhiên tuột dốc tôi nói với thằng út chị không biết vấn đề xuất phát từ đâu nữa sổ sách kiểm tra thì hoàn toàn không có vấn đề nhưng tiền lại không đủ trả công nhân phải bù lỗ hai tháng nay khách quen thì không thấy quay lại cả hai xưởng luôn hả chị đúng vậy bên cô chú út chân cũng đứng đơn hàng thằng út nghĩ một thoáng rồi nói chị để em nhờ bạn em tìm hiểu thử trong quân đội em có quen một vài người bạn chắc chị gọi cô chú út qua nhà mình bàn chuyện thử em nghi ngờ anh rể với duyên đụng tay vào rồi chị cũng nghĩ vậy nên chúng ta phải đề phòng họ chị cũng muốn nói cho cô chú út biết chuyện rồi dò hỏi xem bên phía đó hoàng như thế nào cũng tiện quan sát hoàng với duyên luôn thằng út trầm ngâm suy nghĩ nói với tôi cũng như tự nói với chính mình dù gì giờ đề phòng cũng là cách tốt nhất chứ không có bằng chứng họ làm sai cũng không đuổi được mà có muốn đuổi cũng khó vì hoàng với duyên đã làm cho nhà quá lâu nắm một phần cốt yếu trong công xưởng không thể nói đuổi là đuổi được nếu đuổi thì anh em trong xưởng lại thấy bất công mà theo hoàng hết lại mệt tôi nghe vậy thì thở dài mà nói vậy thôi cứ cảnh giác họ trước đã nếu thật sự họ trong sạch mình làm quá thì bị xem là đổ oan cho người tốt tội họ lại ảnh hưởng đến tâm trạng của công nhân trong xưởng thì chết chúng tôi chưa kịp hẹn cô chú út chân đã mang quà quà nói là thăm hỏi chị hai tôi con hạnh nó sao rồi cô chú nghe chuyện mà thấy thương con bé quá. Dạ, chị hai đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng, dù sao đây cũng là chuyện khó chấp nhận với chị. Nói con bé nghỉ ngơi nhiều vào, tội nghiệp, cả mẹ và ba đều mất rồi. Giờ còn cô chú là người nhà thôi, có chuyện gì phải báo cho cô chú đây nhé. Tôi và thằng Út nhìn nhau, thằng Út hiểu ý tôi, mở lời với cô chú. Tụi con cũng tính gặp cô chú để hỏi chuyện, dạo này xưởng làm ăn xa suốt quá con nghi ngờ là do có người đụng tay chân nên con tính nhờ bạn con vào cuộc điều tra hả sao lại vậy được tụi con nghi ngờ cô chú hay sao sao con dám nếu nghi ngờ con đã không nói chuyện này với cô chú con thấy sổ sách có chút vấn đề nên muốn điều tra một chút cho yên tâm mặt mày cô chú tái mét cô út vội nói điều tra thì điều tra nhưng có chuyện gì thì nói với cô chú trước nhé. Chứ hai lão già này già rồi. Không biết mấy chuyện đó như thế nào. Dạ. Vâng. Cô chú thấy Sưởng có vấn đề gì thì nói với tụi con. Thật ra tụi con nghi ngờ anh rể và Duyên. Tại Duyên là người giữ sổ sách bên đó. Nếu có đụng tay thì cũng khó ai biết. Ừ, ừ. Vậy các con điều tra rồi báo lại cô chú nhé. Chắc cô chú phải về sớm đây. Muộn rồi. Vâng ạ. À thằng út chưa kịp nhờ bạn nó tới điều tra thì chẳng hiểu sao có vụ cháy xảy ra tại công xưởng bên cô chú út chân nghe kể lại thì hôm đó trộm vào chú út chân phát hiện ra thì đánh nhau với nó một trận còn bị thương ngay mặt chắc thằng trộm nó ghim nên tối lại mò vào phóng hỏa cũng may phát hiện kịp nhưng phòng để giấy tờ lại cháy hết vụ điều tra từ sổ sách coi như tanh bành chúng tôi nghe thì chẳng hiểu sao lại trùng hợp tới vậy ngờ ngợ nhận ra điều gì. Thằng út lên tiếng. Chị, có khi nào cô chú út chân cùng một ruột với nhà Hoàng không? Sao lại trùng hợp tới vậy? Chị cũng nghĩ như vậy. Thật cũng không biết bắt đầu điều tra từ đâu nữa. Thằng út cảm thán mà nói với tôi. Coi như họ diễn cũng tốt. Chú út chân còn chịu đấm một cái là quá hay rồi. Phải chi có camera quay lại thì biết lời họ kể có phải thật không? Camera, chị vừa nhớ ra một chuyện nhà chị hai còn hai camera ẩn sau vụ bé bi bị bà nội bạo hành ha Hà, cháu em bị bạo hành chuyện dài lắm đợt đó phải chị hai phải lắp camera theo dõi trong nhà mới biết được bà mẹ chồng chị đánh bi sau đó là chuyện cũng lắng xuống bà ta biết lỗi nên camera cũng bị tháo ra may sao chị hai thông minh giữ lại riêng hai cái thằng út nghe vậy thì mặt hờn dỗi nói tôi không ai nói với em hết. Tính em nóng như vậy, ai dám nói. Còn giờ về nhà gặp chị hai xem sao. Chúng tôi về gặp chị để kiểm tra camera của ngày hôm xảy ra vụ té cầu thang. Cũng may camera lưu lại tận 90 ngày trên đám mây mới tự động xóa. Chúng tôi nhờ người một tí là vào xem lại đoạn clip được. Trong clip chúng tôi thấy chị với hai mẹ con họ đang rằng co gì đó. Rồi bất ngờ chị tôi ngã ngửa ra sau đầu đập vào cạnh lan can cầu thang ngã vòng vòng xuống theo từng bậc thềm bất tỉnh lúc nào không hay thấy thế hai mẹ con họ hét toáng lên chết rồi mẹ ơi chết rồi chị dâu có sao không duyên lay chị tôi thì thấy chị bất tỉnh vội vàng nói mẹ mẹ có khi nào chị hai chết rồi không chết rồi càng tốt chuyện chúng ta đang làm thì không nên để ai biết hết lỡ đâu đi tù hết thì sao mẹ chuyện này liên quan tới mạng người đó không được con phải gọi anh hai sau đó thì hoàng về vội vàng bế chị tôi lên bệnh viện chúng tôi xem lại clip mà hoài nghi không phải chị tôi trượt chân mà là chị cãi nhau với hai mẹ con họ rồi vội vàng đi đâu đó nên mới té chị tôi ôm đầu đau đớn hét toáng lên là họ đẩy chị là họ làm chị mất đứa con vậy mà vậy mà còn muốn để chị chết tại sao tại sao tôi nhìn chị đầy xót xa không biết khuyên chị gì nữa ôm chị vào lòng để chị khóc hết ra cho thoải mái khóc mệt thì chị ngủ thiếp đi thằng út kéo tôi ra nói chuyện riêng nó nói chị xem mẹ con họ nói gì trong lúc chị hai ngã tại sao không lập tức đưa chị đi bệnh viện còn trần trừ muốn chị chết đúng vậy bà mẹ chồng chị còn nói chuyện đang làm mà để người khác biết thì đi tù không lẽ sợ người khác biết chị ngã cầu thang họ sẽ đi tù sao chuyện này quá vô lý mà chị hai lại không nhớ gì hết chúng tôi thấy chị khóc đau thương như vậy cũng không ép chị phải nhớ lại chuyện hôm đó nữa nhưng tôi với thằng út càng chắc chắn hơn mẹ con họ có đụng vào việc làm ăn của công xưởng nên xưởng mới lỗ nặng rồi xuống dốc như thế này chắc là phải điều tra từ chỗ khác rồi dù không điều tra được gì nhưng tôi với thằng út vẫn nói chị theo dõi cuộc hội thoại hàng ngày từ camera biết đâu lại phát hiện ra điều gì tôi nói với thằng út lần này là chắc chắn họ có làm điều gì mờ ám rồi nhưng mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt vậy để em điều tra từ khách quen nhà mình nếu họ đã đụng tay vào công xưởng thì chắc cũng tìm cách phá từ khách hàng quen của mình thật là cảnh giác bao lâu nhưng vẫn không lường trước được "Ừ, để chị nói chị Hai theo dõi từ camera nhà. Mỗi người một việc. Công việc làm ăn trong xưởng ế ẩm, chuyện chúng tôi điều tra cũng không phải ngày một, ngày hai là có kết quả. Tôi thấy chị Hai ở nhà cứ buồn ủ rũ mãi, nên kéo chị đi uống cà phê cho khuây khỏa đầu óc. Vậy mà vừa đến quán đã thấy cảnh chú út chân và bà mẹ chồng chị trong quán, cười cười nói nói. Tôi thấy lạ hỏi chị" sao họ đột nhiên thân thiết vậy trước giờ có bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau đâu tôi tính vào quán mà mặc kệ họ dù gì tôi cũng không thích mẹ chồng chị nên cứ xem như người dưng thôi vừa muốn bước vào thì chị tôi đau đầu dữ dội một lúc lâu sau chị kéo tôi về nhà còn gọi thằng út về chị kể đầu đuôi mọi chuyện cho chúng tôi nghe chị đã nhớ lại mọi chuyện sau khi thấy cảnh bà mẹ chồng ưỡn ưỡn người khoác tay cười cười nói nói với chú út chân bác sĩ từng nói nếu chị chịu đả kích lớn hoặc gặp cảnh quen thuộc nào đó chị sẽ nhớ ra dù sao đây cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời chị kể chi tiết cho chúng tôi nghe sau khi cãi nhau với anh hai chị tức giận quay về phòng sau nghe tiếng duyên về nhà muốn nhờ duyên đi đón bé bi tan học về thì nghe được cuộc nói chuyện của duyên với mẹ chồng mẹ mẹ dừng lại đi sao có thể làm chuyện như vậy được? anh hai mà biết thì anh hai con sao biết được? chúng ta vốn dĩ hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi. có ai ngờ đâu ông ta thích mẹ tới vậy? vợ ông ta không phải dạng vừa đâu. bà ta mà biết mẹ cặp với chồng bà, bà ấy làm ầm ầm lên thì mấy chuyện bòn rút tiền của mẹ con mình bị phát hiện. anh hai còn đang muốn phá nát công xưởng bên kia. lỡ đâu chuyện không thành thì mẹ con mình mất trắng đó mẹ. mẹ biết rồi con bé bé kia miệng thôi. Con Hạnh nó còn ở nhà đấy. Nó mà biết chuyện mẹ cặp với chú út của nó rồi chuyện mình biển thủ tiền từ công xưởng thì thôi toan. Chị tôi nghe tới đó thì đầu quay vòng. Chẳng nghĩ ngợi được gì mà lao vào phòng chất vấn mẹ con họ. Mấy người nói gì? Mấy người muốn phá hủy công xưởng của ba mẹ tôi. Biển thủ tiền bấy lâu nay. Hèn gì công việc đang phát triển. Bỗng nhiên xa sút hẳn. Chị dâu. Chị hai người họ thấy chị hai nghe được thì mặt mày tái xanh chẳng nói được câu nào chị tôi chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chồng mà nói còn bà bà cặp với chú tôi rồi cùng nhau bọn rút tiền từ nhà tôi chứ gì đúng là nuôi ong tay áo không được tôi phải báo cho thằng út và cả thùy để họ nhanh chóng ngăn chặn chuyện này không phải con nghe nhầm rồi đúng vậy chị hai chị hiểu lầm gì rồi chị quay lưng bỏ đi Muốn báo chuyện cho hai chúng tôi thì họ cản lại, rằng co như thế nào thì chị lại ngã xuống cầu thang. Và mọi chuyện tiếp diễn như những gì trong đoạn clip chúng tôi đã xem. Anh hai về và đưa chị lên bệnh viện. Thằng út nghe xong thì đập bàn, tức giận nói. Mấy người này chán sống rồi, chuyện này phải để em. Tôi vội cản lại. Em tính làm gì họ, đánh họ chắc. Em đang mang quần ngũ đó, muốn bị tước xuống hả? học hành bao nhiêu lâu nay với cả không có bằng chứng gì cả, mọi chuyện chỉ từ một phía chị hai kể, ai sẽ tin chứ? Thằng Út nghe vậy thì kiềm chế tức giận, ngồi xuống lại chỗ cũ, một lúc sau mới nói chuyện với chúng tôi, nó nói: "Chuyện này khó điều tra đây, sổ sách tham ô của bọn chúng thì bị thiêu rụi hết, cũng do em hấp tấp gọi người xuống điều tra sớm quá mà không biết cô chú Út cũng cùng một ruột với họ." chúng ta sơ suất quá. Tôi chợt nhớ ra điều này, vội nói với hai người họ. Chẳng phải ba mẹ chồng ngoại tình với chú út chân đúng không? Nếu cô út của chúng ta biết được, mọi chuyện sẽ thế nào? Hai người họ nhìn tôi khó hiểu. Sao chúng ta không tương kế tựu kế? Dù sao họ cũng biết chúng ta điều tra họ mà. Cứ xem như chúng ta đã điều tra ra được điều gì đi, cứ hù dọa nhiều vào. Dù sau tâm lý cô út cũng yếu thêm cả biết việc chồng ngoại tình chúng ta sẽ ép bà ấy khai hết mọi chuyện vậy cũng được để em theo dõi thu nhập bằng chứng hai người họ ngoại tình còn chị hai tiếp tục theo dõi camera chị thùy thì cứ úp mở với duyên về việc điều tra nha lần này nhất định phải thành công cho họ thấy quả báo tự làm tự chịu là như thế nào chúng tôi triển khai kế hoạch tôi thì gặp nói mấp mé với duyên về chuyện điều tra sổ sách tôi bịa chuyện cũng may trước khi kho bị cháy thằng út đã đến kho xem qua sổ sách bên đó một lượt rồi em là người giữ sổ sách bên đó có thấy gì bất thường không em không chị chị giao em sổ sách mà nên em không dám làm gì sai sót đâu vậy chị yên tâm mà chẳng hiểu sao thằng út xem xong sổ sách về thì mặt tái mét hỏi gì cũng không nói chị hỏi mãi thì nó cũng chỉ nói đợi thêm một thời gian nữa sẽ rõ anh út nói vậy hả chị nghe tới đó duyên mặt mày tái mét nói thêm vài câu nữa thì duyên xin về nhà tôi cũng báo với chị hai check camera xem họ nói gì duyên vừa về nhà đã tức tốc nói chuyện với mẹ mẹ chị thùy với nói chuyện với con có lẽ đã phát hiện ra gì rồi chị nói anh út đã xem sổ sách trước khi cô chú út chân đốt phòng giấy tờ phát hiện ra gì là gì chị chỉ nói vậy thôi là con về báo mẹ liền nè mẹ mẹ báo cho bên kia đi phát hiện thì sao chứ dù sao sổ sách cũng đốt hết rồi còn gì đối chất đâu nhưng con vẫn lo sao ấy mẹ anh hai con nói rồi có sổ sách thì tiền tham ô phải được phát hiện ra thì mới kết tội được sổ sách đốt không đối chứng được tiền tham ô thì được giấu ở đâu bọn chúng còn không biết thôi mẹ cứ thông báo cho bên đó đi con lo quá. Bọn ngu đó sao điều tra ra được gì? Chúng ta bọn rút đó giờ được cả mấy tỷ tiền mặt với một căn nhà, mà bọn chúng biết gì đâu. Lỡ đâu chị hai nhớ ra gì đó thì sao? Nhớ hả? Mẹ thấy nó hư thai đến phát điên rồi. Cả ngày ở mãi trong nhà. Con Bi thì trả thèm chăm. Thằng Hoàng lại công khai người tình. Nó chịu nhiêu đó còn chưa đủ điên hay sao? Lần này nghe lén, chúng tôi phát hiện sự thật này lớn thật mấy tỷ tiền mặt với một căn nhà chị hai nghe vậy thì giận dữ mà gào lên chị ở đây một mình nuôi bi còn lấy tiền bọn rút từ nhà này mà mua hẳn một căn nhà cho người tình của hắn chị thật ngu quá đi tôi thấy vậy thì nói thật là nuôi ong tay áo biết sớm như vậy đã không để họ nắm giữ vị trí quan trọng trong xưởng chị tôi còn tức giận mà nói để chị gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ, phải ly hôn rồi bắt hắn đưa hết số tiền đó ra. Hoàng còn muốn bòn rút tiền từ nhà mình thì sao dễ gì ly dị chị. Để em báo thằng Út cho nó điều tra về căn nhà. Không biết chuyện bà mẹ chồng với chú Út chân sao rồi. Chuyện này không chỉ dừng lại ở tiền bạc và căn nhà, thậm chí còn có kế hoạch phá nát công xưởng. Thật ác độc mà. Thằng Út điều tra thì phát hiện ra căn nhà đứng tên người tình của Hoàng. Tính ra Hoàng cũng biết tính toán. Để người khác đứng tên thì dù có phát hiện ra tiền bị mất thì cũng không điều tra ra căn nhà. Còn mấy tỷ tiền mặt kia, chạy đằng trời, chúng tôi cũng phải tìm ra. Còn về phân bà mẹ chồng ngoại tình, thằng út chụp được cả mớ hình hai người dắt tay nhau đi khách sạn. Thêm cả nhân lúc chị hai và mọi người không có nhà. Bà ấy thậm chí còn dẫn chú út chân về nhà mà làm chuyện đồi bại đó nhiều đây bằng chứng là đủ để áp chế cô út chân rồi. Chúng tôi hẹn gặp riêng cô út chân ở nhà tôi, với lý do hỏi cách chăm sóc chị hai mới xảy thai. Đúng như tôi dự đoán, bà ấy biết chuyện chồng mình ngoại tình thì gạo lên muốn giết chết ông ta. Ông già đốn mặt này, dám lén phén sau lưng tôi, đợt này thì chết với tôi. Cô út à, chuyện đến nước này không đơn giản là ngoại tình nữa đâu. Cô có biết là họ bàn với nhau, sau khi phá được công xưởng thì chú Út sẽ ly dị cô mà cưới bà ta. Thật ra chẳng có ly dị gì đâu, chỉ là chúng tôi bịa ra mà thôi." Tôi nói tiếp. Chú Út chân nói rằng ở với cô bị chèn ép, ở với mẹ chồng chị thì được chăm sóc ngọt ngào, nên sau khi kế hoạch thành công là đẩy cô ra. Dù gì lúc đó cô cũng chẳng còn ai chống lưng, mấy đứa cháu cũng chẳng hận cô tới chết, ai đâu giúp cô. Ông già đó dám nói như vậy à? biết tay với tôi lão già chết bầm này nói rồi bà ngờ ngợ nhận ra chuyện gì hỏi chúng tôi kế hoạch tụi con biết hết rồi hà cô cô thằng út nói sao tự nhiên cô lắp bắp vậy tụi con không biết thì làm sao ở đây nói chuyện với cô cô xem tội tiếp tay tham ô thì phạt tới bao nhiêu năm tù này nói rồi thằng út rơi điện thoại lên cho cô út xem xem xong mặt mày cô út tái mét bà ta lắp bắp nói không nên lời. Năm năm, năm năm tù. Không phải, nhẹ thì năm năm. Chưa lên số tiền tham ô lên vài tỷ bạc với có tính toán kế hoạch rõ ràng thì tới mười năm lận cô. Cái gì? Sao cô hốt hoảng vậy? Vậy cô là đồng phạm hay người chủ mưu? Người chủ mưu lên tới hai mươi năm tù lận đấy. Rồi cô ở mục xương trong đó cho tới chết. Cô út nghe vậy thì hoảng hồn, vội quỳ xuống năn nỉ chúng tôi. Không phải cô, là thằng Hoàng và ông già út chân đó. Chính hai người đó bày mưu, cô không biết gì cả. Cô nói gì tôi còn nghe không hiểu, bày mưu. Đúng vậy, chính họ bọn rút tiền từ công xưởng, biển thủ tiền từ xưởng. Chúng tôi thấy hù dọa đúng là có hiệu quả, nhưng muốn khai thác thêm. Cái đó tụi con biết rồi, cô còn gì biết gì nữa không thì khai ra chứ còn che giấu nữa thì không ai cứu được cô đâu cô cô tụi con có bằng chứng hết rồi mới hẹn cô ra còn biết cả chuyện chồng cô ngoại tình nữa mà tụi con nói thật lần này thằng út mời cả quân đội vào điều tra nên khó thoát lắm cô biết gì khai hết ra để pháp luật còn khoan nhượng mà không kết tội cô chúng tôi bịa chuyện để áp đảo tinh thần cô út lòng thầm cầu mong cô khai hết mọi chuyện ra mặt mày cô tái mét, hết chuyển xanh rồi đỏ, im lặng một lúc thì cô nói, "Cô sẽ khai, cô sẽ khai ra hết. Ban đầu là thằng Hoàng gặp chú Út chân để bàn vụ làm ăn riêng của nó, không biết nó kiếm đâu ra khách ngoài nên muốn tự sản xuất rồi xuất xưởng luôn, không thông qua con thùy, rồi chia lại khoảng 30% tiền lời cho cô chú. Ban đầu cô chú không chịu, nhưng nó tăng lên 40 rồi trăm nó nói sẽ không đụng tới nguyên vật liệu của các con nhân công cũng tiền của nó trả riêng luôn không ảnh hưởng đến công việc của xưởng chính nhưng mãi sau cô mới biết nó bỏn rút nguyên vật liệu từ xưởng chính nhân công cũng không biết vụ này mà cứ nghĩ là làm cho xưởng thằng út nghe vậy thì tức giận cuộn tròn tay thành nắm đấm nếu có hoàng ở đây thì chắc thằng út không kiềm được mà cho hoàng vải cú thằng út không kiềm được mà nói Vậy hắn không những bòn rút tiền từ nhà mình, còn lấy đi mồ hôi nước mắt của anh em trong xưởng, thật đáng chết. Được ít lâu thì cô chú thấy nó đổi nguyên vật liệu giá rẻ hơn, thông đồng với chủ tiệm giao hàng kê giá cao, thậm chí những khách quen cũ của xưởng cũng bị nó lấy về làm riêng không khai báo cho xưởng chính của Thủy. Tóm lại rút được bao nhiêu thì rút bấy nhiêu. Tôi nghe vậy thì muốn moi móc thêm từ cô út nên hỏi cô. Những gì cô nói chỉ là lời một phía. Làm sao tụi con tin cô được? Cô có bằng chứng? Bằng chứng? Đúng vậy. Trước khi đốt kho, cô đã lén giữ mấy quyền sổ sách thằng Hoàng nó bọn rút nguyên vật liệu để làm cho đơn riêng của nó. Vậy giờ nó đâu? Thấy cô ấp a à, ấp úng chẳng chịu giao ra, tôi liền hỏi cô. Cô có biết tại sao chị hai con đang yên đang lành mà trượt chân té hư thai luôn không? Cô út chân lắc đầu. Tôi cười nhạt rồi nói chị hai con biết chuyện nên bị đẩy cầu thang xảy thai phải giả bộ mất trí nhớ mới được tha cho mạng sống đây này nếu thằng hoàng với gia đình hắn biết được cô có bằng chứng thì họ sẽ làm gì cô đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp dù sao chú út chân cũng muốn bỏ cô theo người khác rồi thằng duy con cô lại ở nước ngoài cô có chết cũng không ai quan tâm cô chỉ còn tự con thôi cô suy nghĩ cho kỹ đi cô út nghe vậy thì mặt mày tái mét một lúc sau mới mở miệng lên nói. Cô sẽ giao ra nhưng với một điều kiện. Cô chỉ có một mụn con duy nhất là thằng Duy. Nó đang du học nước ngoài. Cô không muốn cả cô và ông già kia cùng đi tù. Như vậy thì thằng Duy về nó không gặp được ba mẹ. Vậy nên cô không muốn chuyện này dính dáng tới cô. Còn ông già đó ngoại tình thì cho đi tù một lũ hết đi. Cô yên tâm. Nếu cô giao ra thì cô được xem là người chỉ điểm bí mật và được bảo vệ. Không ai làm được gì cô. Nghe vậy, mặt mày cô giãn nhẹ ra, vội nói sẽ chạy về lấy và giao ra liền. Chúng tôi cũng muốn như vậy, vì sợ để lâu. Cô Út lại không muốn giao ra. Chẳng bao lâu cô Út lấm la lấm lét như ăn trộm đi về phía nhà chúng tôi. Vừa đưa, cô Út vừa nói với chúng tôi, coi như hôm nay cô cháu mình chưa từng gặp nhau, chuyện này cô không biết gì hết. Mấy đứa giữ đúng lời hứa còn chuyện nữa cô biết tiền biển thủ thằng hoàng để đâu không cô út lắc đầu không cô chỉ biết nó mua bất động sản gì đó với chuộc lại căn nhà thôi nói rồi bà ấy vội vã ra về như sợ ai biết mình đến đây cô út chân đưa ra bằng chứng sổ sách trước khi đốt chẳng hiểu sao bà ta giữ lại một quyển có lẽ để sau này còn chừa đường lui cho mình bà ấy biết làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng lòi ra Đúng là gừng càng già càng cay mà. Thằng út sau khi kiểm tra sổ sách thì mới tá hỏa. Tổng cộng tiền Hoàng rút từ công ty thêm cả làm ăn riêng với bên ngoài suốt mấy năm nay, tính sơ sơ, số tiền lên đến hơn hàng chục tỷ. Chúng tôi nghe mà choáng váng. Tôi hỏi: "Nếu chỉ có mua căn nhà rồi chuộc lại căn nhà cũ đi thì cũng còn hơn số tiền. Vậy số tiền đó đi đâu?" Em điều tra hết rồi ngoại trừ cô chú út chuyển tiền cho con trai rồi mua thêm miếng đất thì cả ba người nhà họ không ai sở hữu tài sản gì ngoài căn nhà được chuộc lại kia những người xung quanh hoàng thì sao tình nhân bên ngoài của hắn tình nhân của hoàng không sở hữu tài sản nào quá lớn chỉ mỗi căn nhà đó hoàng xài tiền khá kín tiếng nên thật sự không biết số tiền còn lại ở đâu phải kiếm ra số tiền đó thì hoàng mới chịu tội thích đáng được có khi nào ở nhà hoàng đang sống hoặc ở căn nhà của tình nhân hắn đột nhiên chị hai lên tiếng chị sẽ gặp và nói chuyện với hoàng không ổn hoàng mà biết mình phát hiện ra chuyện biển thủ tiền của công ty hắn lại chạy trốn mất tiền công xưởng cũng đi mất chị đang muốn biết tại sao hoàng làm tới mức như vậy không lẽ chỉ vì ghen tuông nhất thời thôi hay sao chuyện đã đến mức này rồi chị sẽ đưa đơn ly dị cho hoàng ký hồi đầu còn nghĩ đến bé bi nhưng không thể để nó biết ba nó là một kẻ tồi tệ đến như vậy được nếu đã không tìm ra thì để công an vào cuộc mà truy hỏi hoàng đúng bằng chứng này và lời khai mình ghi âm của cô út cũng khiến hoàng ngồi tù mấy năm rồi hôm sau chị hai hẹn hoàng ở nhà rồi một mình về lại căn nhà đó trong căn nhà có camera nên nếu chị hai có chuyện gì tôi với thằng út sẽ đến kịp để bảo vệ chị dù gì chuyện của hoàng và chị chúng tôi không tiện có mặt nhưng tôi với thằng út vẫn nghe được cuộc đối thoại từ camera chị đưa đơn ly dị cho hoàng nói với anh anh ký đi em đã suy nghĩ kỹ rồi anh cũng đã nghĩ đến cảnh này nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy không lẽ vốn dĩ em chẳng bao giờ yêu anh đúng không hạnh tới giờ phút này anh còn hỏi được câu đó sao hoàng anh nói tôi không yêu anh nhưng còn anh thì sao đến đứa con của chúng ta anh còn không tin nó là con anh mà tôi mệt phải thanh minh cho bản thân mình rồi hoàng rồi em sẽ hối hận hạnh à những gì em gây ra em sẽ trả giá nghe tới đây chị hai không kìm nổi bình tĩnh như ngày thường nữa mà gào lên uất ức nói trả giá tôi đã làm gì mà phải trả giá chỉ vì tôi nghe theo lời mẹ cưới phải một kẻ như anh hay vì tôi ngu mà để anh bọn rút tiền từ nhà tôi mà nuôi nhân tình em biết chuyện rồi à đúng vậy anh biết sợ thì mau trả lại những gì anh lấy của nhà tôi thằng út đã báo công an rồi tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi hoàng nghe công an vào cuộc thì mặt hơi tái nhưng thoáng chút rồi mỉm cười em đừng nghĩ chỉ một vài lời bóng gió của em mà anh phải sợ hãi như vậy em có bằng chứng không nếu không thì đó là vu khống chị hai tôi cười khinh miệt nhìn hoàng mà nói anh muốn diễn tới mức nào nữa Hoàng. Tôi khuyên anh sớm đầu thú rồi giao ra số tiền mặt còn lại đi. Anh sẽ được giảm tội. Bằng chứng đã được xác minh hết rồi. Anh ngồi tù ít nhất cũng phải 10 năm. Nhưng trước đó anh mau ký đơn ly dị cho tôi. Em. Bất chợt Hoàng nhận một cuộc điện thoại. Nghe xong hắn gấp gáp đứng dậy nói với chị tôi. Em được lắm hạnh. Em và cái nhà đó sẽ phải chịu hậu quả cho những gì mình gây ra sao anh cứ mãi chấp mê bất ngộ vậy Hoàng? Hoàng không trả lời mà vội vã chạy ra ngoài. Thoát kia đã biến mất. Chị tôi bằng Hoàng gọi điện cho tôi. Hoàng nhận được cuộc gọi từ ai đó rồi đi mất rồi. Duyên với cô chú út chân bị công an mời lên làm việc rồi. Chắc ai đó báo tin cho Hoàng. Nên hắn vội chạy đi đó chị. Hoàng có làm gì chị không? Không. Nhưng mà hắn nói sẽ khiến chúng ta trả giá không biết hoàng còn muốn làm gì nói rồi chúng tôi chợt nhớ đến bé bi chị gấp gáp nói với tôi chị chạy lên trường đón bé bi chị sợ hoàng sẽ làm gì còn bé em lên cùng chị hẹn nhau ở trường của bi nha chị đúng như những gì chúng tôi lo sợ hoàng đến trước một bước đón bé bi đi chị tôi khóc nức nở hoảng loạn đi tìm con ở những nơi hoàng thường lui tới thằng út biết chuyện lập tức báo công an rồi dẫn người đến căn biệt thự mà hoàng mua cho tình nhân chúng tôi gặp cô ta ở đó chị tôi vừa thấy tình nhân của hoàng thì gào lên con tao đâu chúng mày đã để con tao đâu mấy người bị điên hả đây là nhà tôi mấy người đang xâm nhập trái phép đó may sao chúng tôi đi cùng công an nên cô ta cũng chịu hợp tác nhưng vẫn không biết tung tích của hoàng và bé bi ở đâu công an thấy mọi chuyện phức tạp hơn nên bắt đầu truy lùng hoàng. Còn về bà mẹ chồng, Duyên và cô chú út chân, sau nhiều lần truy hỏi, thêm việc họ biết Hoàng, kẻ cầm đầu đã chạy trốn, họ cũng đã nhận tội. Đúng như lời cô út chân kể chúng tôi, Hoàng ban đầu nhận đơn riêng từ bên ngoài, kêu gọi hợp tác từ cô chú út chân, nhưng lòng tham con người là không đáy, họ bắt đầu hạ giá thành rẻ hơn so với mặt bằng chung lấy luôn khách quen của chúng tôi từ bao nhiêu năm nay nguyên vật liệu giờ làm thêm của công nhân xưởng thì bỏn rút từ xưởng chính của nhà tôi thậm chí hắn còn nhập nguyên liệu giá rẻ cho xưởng chính tìm cách qua mắt tôi hoàng là kẻ cầm đầu duyên thì làm giả sổ sách còn cô chú út chân bao che cho tội tham ô đó nhiều lần cũng tìm khách thêm cho hắn pháp luật tùy theo mức độ mà định tội từng cá nhân hoàng nhận năm tù cao nhất hắn còn bắt cóc chính con mình và số tiền biển thủ vẫn chưa tìm ra được. Nhưng theo sổ sách con số lên đến hàng tỷ, thậm chí hơn, nên phải đợi tìm được mới định tội. Duyên do làm già sổ sách nên ít nhất cũng 3 năm. Chú út chân thì 5 năm tù do bòn rút nguyên liệu từ xưởng và công sức của anh em trong xưởng để hưởng lợi. Còn cô út do khai báo nên hưởng án treo. Còn bà mẹ chồng thì không bị định tội, chỉ bị cảnh báo thôi chúng tôi vẫn giáo diết tìm hoàng và bé bi chị tôi khóc mãi đêm đêm giật mình là lại khóc tôi lúc nào cũng phải bên cạnh chị chị vừa khóc vừa nói không biết hoàng có để con bi nhịn đói không chị xót con bé quá giá như chị bình tĩnh đi giờ chị phải vững tinh thần thì mới đủ sức mà tìm bi với lại hoàng là ba ruột mà sao nỡ để bi chịu khổ được mọi chuyện cũng do chị nếu hôm chị gặp hoàng lường trước mọi chuyện xảy ra thì giờ sẽ khác rồi. Hoàng tinh danh như vậy, mình lúc nào cũng không biết được bước tiếp theo của hắn đâu, chỉ phải vững tâm lên. Bỗng nhiên chúng tôi nhận được điện thoại từ đêm khuya của thằng Út. Chị, công an tìm được nơi ẩn náu của Hoàng rồi. Bé Bi an toàn. Chị báo cho chị hai lên đón Bi đi. Hả? Sao có thể vậy? Chuyện dài lắm chị lên công an gặp rồi nghe hoàng tường trình lại vụ việc chúng tôi nhanh chóng lên đón bi chị tôi gặp được con thì không kiềm nổi cảm xúc mà quay sang tát hoàng một cái cũng may chúng tôi cản kịp chứ không chị lại đánh thêm mấy cái nữa bi gặp mẹ cũng òa khóc mẹ con nhớ mẹ với các bạn lắm mà ba không chịu cho con gặp mẹ cũng không cho đi học bi ngoan không sao rồi ba có chăm con đàng hoàng không Dạ, bà thương Bi lắm mà cứ bắt con ở trong nhà thôi, không cho đi chơi. Vậy ổn rồi, đợi Bi khỏe khỏe rồi mẹ cho Bi đi học gặp bạn nha. Dạ mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mà sao mấy chú công an bắt ba vậy mẹ? Chị Hai nghe Bi hỏi thì không biết phải trả lời như thế nào, không lẽ nói ba con làm chuyện xấu. Nói vậy Bi còn thương ba hay không? Thấy vậy thằng út nói với Bi, Bi ngoan nha, ba con đang làm nhiệm vụ bí mật á không được kể với ai hết cả mẹ cũng không biết luôn sau này bi về gặp ba rồi bi hỏi ba nha dạ vâng giờ bi theo mẹ về nhà ngủ nha phải ngoan mới được đi học đó dạ bi biết rồi chị hai dẫn bi về tôi với thằng út ở lại đồn công an đợi hoàng tường trình lại vụ việc nhưng hoàng tuyệt nhiên không nói một lời chỉ yêu cầu được gặp luật sư chúng tôi đợi tới sáng thì mệt mỏi đi về lần này cũng may tìm được bé bi an toàn chứ không thì không biết chị hai sẽ như thế nào về tới nhà thằng út kể lại mọi chuyện cho chị em tôi nghe lần trước chị hai kể hoàng muốn chúng ta trả giá gì đó em sinh ra cảnh giác nhà mình thì có công an theo dõi rồi nên em không lo còn bên xưởng em sắp xếp thêm mấy anh em thay nhau canh gác đêm khuya với lắp thêm camera Vậy mà thu được một mẻ cá lớn." Thằng Út kể với giọng điệu tự hào, tôi và chị Hai đang đợi nó kể tiếp. "Hối thằng Út, sau đó thì sao? Em mau kể đi." "Đêm qua, đột nhiên có người lén lút đi vào bên trong lò xưởng rồi thả bịch gì vào bên trong lò. Đồ cũng khá nặng. Em phân phó cho một vài anh em đi theo hắn, còn mình thì chạy lại lò lấy nó ra. Là bình ống khí và một vài kim loại nát chi." bình ống khí và nát chi đúng vậy chị còn nhớ lý do lò nung năm xưa phát nổ khiến mẹ ra đi không nhớ người đến điều tra báo lò áp suất đột nhiên cao quá ngưỡng cho phép thêm nữa lò cũ rồi chỗ thoát khí bị hư hỏng nên nổ thằng út giải thích cặn kẽ cho chúng tôi hiểu đúng vậy nếu bình ống khí này bị đốt cùng lửa trong lò nhiệt độ cao sẽ khiến khí thoát ra làm tăng áp suất còn nát chi là để nếu hệ thống thoát khí ổn không nổ thì tới nhiệt độ nhất định nát chi cũng phát nổ lớn lượng nát chi phát hiện từ trong lò khá nhiều đến lúc đó lực nổ phát ra ai đứng gần chắc chắn khó sống tôi nghe xong thì lạnh hết lưng và gáy chị hai mặt tái xanh lên tiếng sao có thể hoàng sao lại tính toán tới mức này hắn tới đường cùng rồi chị hắn muốn cùng chết với chúng ta tôi thở dài nói đúng là lòng dạ con người chúng ta đối xử tệ với hắn lắm hay sao mà thằng út mặt đầy chán ghét nói với tôi chúng ta không sai gì cả mà là nuôi ong tay áo dẫn sói vào nhà rồi sao tìm được nơi hoàng trốn thằng út kể tiếp câu chuyện một vài anh em theo sau tên kia thì thấy hắn giao dịch với hoàng đoán được Hoàng đang ở gần đó nên họ nhanh chóng gọi công an đến bắt trọn lưới. Thật đáng khinh mà, thuê người vào hại mình. Người hắn thuê chính là đàn em trong công xưởng theo hắn bấy lâu nay. Em cảnh giác với người của Hoàng lắm, nên hầu như họ không biết có sự việc canh gác đêm cả mấy tuần nay. Em giỏi lắm, tất cả là nhờ công sức của em. Sau khi Duyên và Hoàng bị bắt thì cứ vài ba hôm bà mẹ chồng chị lại chạy đến cãi nhau với chúng tôi chính tụi bây hại con tao tụi bây bày kế hại mẹ con tao làm tụi nó đi tù chúng mày mau nhận tội để con tao còn được thả ra tôi nói với bà ta bà mau về đi chúng tôi không muốn tiếp chuyện với bà đừng có đứng đây tự làm mất mặt mình nữa con kia mày nói gì tao sẽ cho cái làng này biết chị hai mày lăng loàn hại con tao vô tù để mà sống ngoài này với tình nhân tôi tức giận trước lời lẽ vô học của bà ta liền nói. Con trai bà ngoại tình, cả cái làng này biết. Chúng tôi còn chưa tính chuyện bà đẩy chị hai tôi làm sảy thai đâu. Hay bà muốn vô tù ngồi chung với con bà? Mày nói gì? Con danh này, một lũ không cha mẹ dạy. Tao cho tụi bây biết mặt bà già này. Tao giết mày. Bà ta muốn lao vào đánh tôi. Tôi nắm chặt tay bà ta lại. Cười khinh bị bà ta ra mặt. Vừa cười vừa nói. La lên. La lớn lên cho cái làng này biết bà ngoại tình với chú của con dâu mình làm chuyện đồi bại ngay tại nhà con dâu mày mày vừa nói gì tôi hét vào mặt bà ta vừa la lớn cho hàng xóm biết được bộ mặt thật của bà ta bà ngoại tình với chú út chân là chú của chị hai tôi con dâu của bà tôi khuyên bà nên dọn ra khỏi căn nhà chị hai tôi sớm chứ không chúng tôi gọi người đến tao không dọn mày làm được gì tao tôi sẽ không làm gì bà mà cô út tôi sẽ làm gì bà bà mau về dọn mà trốn đi đi cô tôi cũng biết bà ngoại tình với chồng bà rồi bà tìm được bà thì rạch mặt bà ra bà mẹ chồng chị nghe vậy thì mặt tái đi hốt hoảng giật tay lại vừa bỏ đi vừa nói với tôi tụi bây cứ đợi đó con tao ra tù là nó giết hết tụi bây tôi nghe lời này của bà ta thì tôi đâm ra hoảng cũng được gần một tuần rồi mà bên phía công an báo không lấy được bất kỳ lời nhận tội nào từ hoàng tôi nghĩ miên man lời bà ta nói không sai hoàng mà được thả thì sẽ đến giết chúng tôi đến con gái hắn hắn còn bắt cóc được con người nhìn vẻ ngoài thì thành thật nhưng bên trong lại là người nham hiểm không tả nổi hắn bòn rút cả tỷ mà chúng tôi không hay giờ còn không biết số tiền đó đi đâu đến cả kế hoạch cho làm nổ lò nung gốm nữa nghĩ đến mà nổi hết cả da gà tôi bèn bàn chuyện với chị chị lần trước nói chuyện ly dị với hắn sao hắn có nói lý do vì sao làm vậy với nhà mình không hắn chỉ nhắc tới chuyện trả thù rồi muốn nhà mình nhận quả báo thích đáng thôi tôi thở dài than lên với chị giờ này hắn còn không nhận tội chẳng biết hắn muốn gì tiếp theo chị hai tôi suy nghĩ một hồi rồi nói chị sẽ lên nói chuyện với hoàng nói cho ra lẽ rồi yêu cầu hắn ký đơn ly dị chị không muốn có một người chồng như vậy hoàng không xứng làm ba của bi chị lên khuyên hắn nhận tội đi chứ vụ việc càng kéo dài chúng ta càng mệt mỏi để em với thằng út đi cùng chị cũng được nhưng sợ thấy em với thằng út thì hoàng lại mất bình tĩnh tụi em sẽ tránh mặt bên công an có phòng thẩm vấn sẽ nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Nếu chị có gì không ổn thì tụi em sẽ qua liền. Vậy thì được, có tụi em thì chị cũng yên tâm hơn. Hôm sau chị hai tôi lên gặp Hoàng. Hoàng giờ đây tiểu tụy hơn hẳn, đôi mắt thâm quầng, da mặt tái đen. Thấy chị tôi, hắn nói, anh biết em sẽ lên gặp anh. Chị tôi nghe vậy thì xứng người, hỏi Hoàng. Anh đang đợi tôi. Đúng vậy, chẳng phải em muốn nhanh chóng ly hôn để được ở cạnh hắn sao? Hắn, chị tôi chợt nhớ ra người Hoàng nhắc tới là anh Đức. Sau đợt xảy thai, chị đã xin nghỉ luôn và cắt hẳn liên lạc với anh Đức rồi. Chẳng hiểu sao giờ này Hoàng lại nhắc tới. Hoàng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ không muốn Bi có một người cha tồi tệ như anh. Tồi tệ? Những gì tôi làm cho gia đình này chưa đủ sao mà tồi tệ. Anh làm gì cho tôi và con? anh bọn rút tiền từ công xưởng nhà tôi bắt cóc con để nó trốn chui trốn nhùi với anh thậm chí còn muốn phá hoại công xưởng nó mà phát nổ thì có bao nhiêu người chết anh biết không hoàng nghe thì cười lạnh những gì tôi làm là do các người khiến tôi như vậy chúng tôi chúng tôi đã làm gì anh tôi bán mạng cho nhà các cô vậy thì sao một chút tin tưởng cũng không có có lúc nào mấy người không rẻ chừng tôi với gia đình tôi không? Hoàng tức giận đập bàn. Nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của chị hai thì kiềm chế cơn giận lại. Hắn ngưng vài giây rồi nói tiếp. Đúng là nhà tôi nghèo. Mẹ cô muốn tôi làm rẻ. Nhưng tôi đâu phải con chó. Muốn sai đâu thì sai. Bảo làm gì thì làm. Mẹ tôi cô còn mặt nặng mặt mẹ muốn bà đi. Dù biết nhà không còn. Chính mẹ anh đã bạo hành con anh đó sao anh không nói đi? Bà ấy ở nhà không làm gì, còn lên tiếng móc mỉa tôi. Tôi đã làm gì sai mà bị bà ấy đối xử như vậy? Còn cái thai trong bụng cô, cô có chắc cô không lăng nhăng với tên kia không? Đã có chồng rồi còn giữ hình người cũ, để hắn trở về nhà, cười nói vui vẻ. Cô có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Chị tôi nghe vậy thì mặt tái mét, hỏi anh. Anh thấy rồi à? Đúng vậy, đồ đàn bà không có đức hạnh đúng vậy tôi giữ hình người cũ đó thì sao một tấm hình thì chứng minh được gì tôi khẳng định mình chưa làm gì sai với anh còn anh thì cặp hết người này tới người khác căn nhà cũng mang cho ả à ta đứng tên hoàng cười lạnh chất vấn chị tôi chưa làm gì sai sao chẳng phải gần tới ngày xét nghiệm cha đứa bé là ai thì cô giả vờ té cầu thang để tôi không nghi ngờ nữa hay sao chỉ tôi khóc ấm ức lôi ra tờ giấy, nói anh. Đây, dù con tôi mất rồi, nhưng vẫn xét nghiệm được. Nó là con trai, là con của anh đó đồ tồi. Còn nữa, anh nói tôi cố tình té để xảy thai sao? Anh xem cái này đi. Chỉ tôi đưa điện thoại qua cho anh xem. Trong đó là cảnh bà mẹ chồng cùng duyên cãi nhau với chị tôi. Rồi đẩy chị tôi ngã cầu thang. Hoàng xem xong thì tái mặt đi. Không nói được lời nào chị tôi lên tiếng. "Sao? Nhìn cho rõ đi, là nhà các người hại tôi, là chính mẹ anh cùng em gái yêu dấu của anh giết chết cháu của họ, giết con của anh. Anh đi mà gọi họ trả quả báo, tại sao lại hại lên nhà của tôi?" Hoàng nghe vậy thì người cứng đờ, miệng lẩm bẩm. "Con tôi, con trai tôi, con tôi chết rồi." Nói xong chị uất ức rời đi để hoàng lại với những gì mình gây ra. Chẳng bao lâu bên phía công an báo hoàng đã nhận tội, sắp tới sẽ đưa ra xét xử. Số tiền kia cũng được tìm thấy ở nhà ả à tình nhân, còn đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn nhờ người đưa cho chị tôi. Hoàng khai báo với công an, sau khi lên làm quản lý của xưởng cô chú út, vì lòng tham mà nhận đơn riêng ở ngoài, nhưng bản chất muốn nhận đơn riêng thì giá thành phải giảm xuống vậy nên hắn đã ăn bớt nguyên vật liệu ở xưởng chính của nhà tôi dần dần với lòng tham không đáy hắn nhận càng nhiều đơn càng ăn bớt nhiều nguyên vật liệu hơn sợ tôi phát hiện hoàng còn tráo đổi với bên bán nguyên vật liệu cho chúng tôi những hàng giá rẻ khác về xưởng chính còn nguyên vật liệu tốt thì về tay hắn để hắn nâng cao uy tín với người mua còn nhà tôi thì danh tiếng lụi bại với việc dùng nguyên vật liệu giá rẻ nhưng sau một lần hoàng phát hiện chị tôi được một người đồng nghiệp trở về nhà hoàng nhận ra ngay đó là anh đức người yêu cũ của chị tôi mà chị tôi còn giữ tấm hình với hắn hoàng lại nghe một số hàng xóm với mẹ của mình nói thêm nói bớt hàng xóm xung quanh phát hiện con hạnh đi khách sạn chung với đức chắc nó muốn sớm ly dị con rồi hoàng dù gì đức ly dị cũng có một mớ tài sản từ nhà vợ cũ còn hoàng chỉ là kẻ ăn bám nhà vợ không biết cái thai đó phải Hoàng không hay là của tình nhân cũ con Hạnh. Hoàng dù thật lòng yêu vợ mình, nhưng nghe những lời nói đó thì dần mất niềm tin về tình yêu và bản thân mình, nên hắn trở nên điên loạn, muốn phá nát công xưởng. Cũng chỉ vì nghĩ nhà tôi không bao giờ tin tưởng hắn, sớm muộn gì Hoàng cũng bị đẩy ra và bị đức thay thế vị trí. Vì vậy, lên kế hoạch sẵn mua dần ống khí đốt và kim loại Natri đợi một ngày chín mồi khi công xưởng không gồng lỗ nổi hắn cho nổ tung công xưởng rồi cầm số tiền đó nhờ người mua lại công xưởng hòng chiếm đoạt công xưởng mà ba đời nhà tôi gây dựng nhưng người tính không bằng trời tính chúng tôi phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn hoàng dự tính anh em tay trong ở xưởng của hoàng báo tin công an đã vào xưởng và bắt những người có liên can đến vụ tham ô đó hoàng lập tức bỏ trốn và mang theo bé bi vì hoàng nghĩ chị hai tôi sớm muộn gì cũng bỏ theo đức nên bé bi theo hắn là tốt nhất hoàng ban đầu muốn trốn qua nước ngoài một thời gian nhưng hắn còn muốn ở lại phá cho nát công xưởng đó nên âm thầm gọi tay trong của hắn đến để giao việc muốn cho lò nung gốm nổ tung kéo theo người trong cái xưởng đó chết đúng là người làm việc ác ông trời nhìn thằng út quá cẩn trọng nên cho người canh gác và hoàng cùng tên đàn em bị bắt với những tội danh đó, Hoàng bị phán 15 năm tù vì tham ô có tính toán sẵn và tội phá hoại tài sản làm ảnh hưởng đến tính mạng người khác nhưng bất thành. Tất cả cũng chỉ vì tính nghi ngờ và tham lam của Hoàng mà hắn phải chịu tội danh ngày hôm nay. Về phần chị hai tôi, chị hai tôi bàn chuyện với tôi và thằng út. Chị muốn rút lại phần kiện Hoàng về tội danh phá hoại tài sản vì dù gì cũng không ai gặp nạn. Sống chung bấy lâu nay nói không thương là giả. Với lại Hoàng gây nên những tội như thế cũng vì chị mà ra. Chị, sao chị lại nói như vậy chứ? Hoàng làm thì hắn tự chịu. Huống hồ hắn muốn kéo bao nhiêu người chết theo. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại cả. Bản chất của Hoàng là tốt, chứ không phải kẻ xấu. Cũng chỉ vì mẹ hắn xúi dục và những lời nói từ bên ngoài. Chị thấy lý do chưa đủ thuyết phục bọn tôi nên nói tiếp dù gì chị cũng không muốn Bi biết chuyện ba nó làm việc xấu. Hoàng có tốt xấu cũng là ba nó. Rồi nó lớn lên sẽ như thế nào? Hoàng ở tù 15 năm. Con bé sẽ nói sao với bạn bè? Nói sao với chồng nó? Thấy chị kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng chẳng bàn cãi nhiều. Đồng ý rút đơn kiện tội phá hoại tài sản bất thành của Hoàng. Bản án Hoàng nhận giảm xuống còn 10 năm. Nếu cải tạo tốt thì còn 7-8 năm còn về phần mẹ chồng chị sau khi hoàng bị bắt đi tù chẳng hiểu sao bà đi đứng thế nào để té mà nát hết mặt chạy chữa không thành rồi bà cũng hóa điên luôn chị hai tôi thương người nên đưa bà về lại căn nhà cũ của bà rồi thuê người chăm sóc coi như tận hiếu với mẹ chồng cũ chúng tôi nghe thì ngầm hiểu chuyện này có dính dáng tới cô út chân của mình thằng út vội cảm thán đúng là lòng dạ đàn bà đáng sợ hơn quân địch gấp trăm lần em nói gì đó liệu mà cưới vợ đi ở đó mà phê phán phụ nữ đó là bà ta đụng tới chồng cô út chân nên mới bị vậy nếu chú út ngoan ngoãn một lòng với cô út thì giờ đây chẳng có sự việc như vậy diễn ra thôi em sắp tới đi biển bảo vệ tổ quốc rồi không lấy vợ đâu lấy về lại tội người ta đợi em nghe vậy tôi hỏi nào em đi qua tuần sau dù gì mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi nhà còn có chị với chị hai sắp xếp công việc em đi theo đuổi ước mơ của em nghe vậy tôi chạnh lòng đúng là nhà nhiều việc xảy ra thật sau cùng mọi chuyện trong nhà được giải quyết là nhờ công lớn của thằng út và chị hai tôi thở dài chỉ biết khuyên thằng út giữ gìn sức khỏe còn về phần chị hai chị không đi dạy ở trường nữa có lẽ vì chuyện gia đình cũng đã đồn ầm lên anh Đức cũng bị ảnh hưởng một phần. Chị cũng muốn cắt đứt hẳn với anh Đức, chị nói với tôi, chị muốn mở lớp dạy thêm ở nhà, kiếm đồng ra đồng vô, chứ cũng không muốn đến trường đi dạy nữa. Chợt nhớ ra một điều, tôi hỏi chị hai, chị thủ tục ly hôn với Hoàng sao rồi? Chị để đó thôi, không tiến hành thủ tục tiếp theo nữa. Ha? Sao vậy chị? Kẹt giấy tờ gì hả? Tôi bất ngờ, gặng hỏi chị, thì nhận được câu trả lời. Chị muốn đợi anh Hoàng về, cho bi một gia đình đầy đủ. Dù sao mọi chuyện Hoàng làm, cũng vì yêu nhiều quá sinh hận thôi. Đợi Hoàng về dù sao cũng là cách hay. Chị giờ chỉ nghĩ đến bi, không muốn đi bước nữa. Tôi nghe chị nói thì cũng xuôi xuôi theo. Còn về phần mình, tôi lặng lẽ làm tiếp phần việc gia đình. Sau bao sóng gió từ gia đình Hoàng với chị hai, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục độc thân cho tới khi nào tìm được người thích hợp sẽ không vì ai mà vội kết hôn nữa vì mình thôi vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo